bên đây là cây cỏ trụi lũi thấy tội nghiệp quá ha. Vậy là rủi mà có thần thánh ma quỷ người ta trú ngụ ở đâu. Có kỳ này cái tập này chắc tôi phải đi một mình quá, chứ mà dẫn theo mấy đứa nhỏ đó nội mà coi chừng nó cũng mệt rồi đó. Trời ơi, mấy cháu hết hồn hết vía luôn nha. Ủa? Hả? Ông Tám đi đâu mà xách hành lý quá trời vậy? Ông định bỏ trốn hả? Tụi con tìm ông quá trời luôn á. Ủa, cái bầy quỷ nhỏ này ở đâu ra đây? Trời ơi, ở trong nhà ông ra chứ đâu. Tụi con tìm ông nãy giờ. Vậy là tôi nghi đúng rồi ha. Ừ. Chuyện gì thủng thẳng nói. Sao mà mắt mày đứa nào cũng căng thẳng biết gì vậy? Nhất là cái thằng này nè. Cười lên. Căng thẳng à. Tại mất dịp vô chuyện đó ông Tám. Buồn ghê. Cái gì? Sao mà mất? Thì tụi con thấy qua cầu chuyển động. Biết chuyện á đang xảy ra mà ông thấy ông Tám. Nên hoảng hốt đi tìm nè. Không biết con gì lọt vô nó ông Tám ơi. Có khi nào là ông ngoại vô nó không ông Tám? Vô lý quá. Ông có cầm theo cuốn sách nè. Không lẽ con gì nó lọt vô đây sao? Thiệt hả? Ủa gì kỳ vậy? Chết rồi. Vậy còn cách nào khác vô mà mình không biết không ông? Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, vậy là không có ai từ hiện tại vào cổ tích hết hả? Dạ, con ngựa vàng. Lên con bón. Vậy là hết thắc mắc rồi hả mấy cháu? Nhớ tìm nó kỹ, lượm vàng nha. Nha. Cứu, cứu, yêu quái, yêu quái, yêu quái, cứu tôi với, có ai? Yêu quái, đợi, 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 có ai không? Quái kìa, yêu quái kìa, quái kìa, chạy đi, chạy đi, chạy nè. Có chuyện gì vậy? Cứu, yêu quái, anh ơi. Yêu quái đằng kia kìa. Cái gì? Con gái hả? Con yêu quái. Yêu quái. Làm gì có yêu quái ở đây? Các người có ba người, mà làm gì phải sợ nó? Trời ơi. Ba người tụi tôi không làm lời nó đâu. Nó dữ lắm, nó ác lắm, nó hung tợn lắm kìa. Đi đi chú em ơi, đi chú em. Đi, đừng ở lại đây nữa, yêu quái kìa. Đi đi chú em. Con gái à. Chết nhát quá thì đi về đi. Ba người mà không hợp sức lại chống lại với nó, tôi không có về đâu. Thôi tụi tôi về trước đây. Về đi. Thôi. Khoan khoan. Nó ở đâu? Kìa. Đó. Trên cái cây bự nhất đó. Đó. Ngoài bì rừng á. Đó thấy không? Đó. Cây to đó, cây to đó, bự nhất đó. Anh đi biết bao nhiêu cây to, cây nào to? Cái cây trước mắt mình, bự nhất đó. Ở đó hỏi chúng nó ăn thịt mình bây giờ. Thôi đi đi. Thôi tôi đi trước nha. Tôi đi nha. Yêu quái, yêu quái. Nè. Yêu quái, yêu quái. Yêu quái, cứu bà con ơi. Yêu quái, bà con ơi cứu. Làm gì có yêu quái ta? Làm gì có yêu quái? Yêu quái, yêu quái. Yêu quái. Ôi da, yêu quái. Nhà ngươi có phải là yêu quái không? Dạ. Cái cây mà yêu quái đâu có ốm vậy? Đi giết yêu quái. Mình không manh động. Nghiêm túc. Nghiêm túc. Yêu quái đâu? Yêu quái đâu? Yêu quái đâu? Có tiếng ấy lạ thật, chung quanh đây không hề có một bóng người. Này, giấc này sao không đi làm việc mà còn ngủ? Ai đó? Không trả lời. Chẳng lẽ có yêu tinh thiệt sao ta? Ai cũng đồn là có yêu tinh, mình không bao giờ tin. Yêu tinh đang ngay phải không? Có phải là yêu tinh không? Mau xuất hiện ra đây. Thôi được. Nếu bí ẩn như vậy, ta sẽ hạ cái cây này xuống. Trước tiên ta sẽ lấy củi, sau đó ta sẽ trừ hậu quả cho dân làng. Ai
ai dám chọc phá ra nhà ta hả? Vậy ngươi là yêu tinh đúng không? Yêu tinh của vùng nào? Thảo nào? Vậy ngươi không rõ dân làng và những người tiểu phu khác chạy bán sống bán chết. Đúng vậy. Ngươi cũng cả gan lắm. Các con chết nhát đó hả? Ngươi có đi không? Không thôi. Chạy à? Chạy à? Còn lâu. Ây da, đau, đừng, đừng, có chuyện gì vậy chàng trai trẻ? Tại sao chặt phá nhà ta? Nhà của ngươi hả? Ta sẽ chặt ngay tức khắc để ngươi không còn lộng hành mà tán yêu tán quái ở đây nữa. Bớt giận đi chàng trai trẻ. Ta chỉ hù dọa cho chúng sợ thôi, đừng có lai giảng ở đây, chứ ta có tác yêu tác quái gì đâu. Ngươi cứ ám ở đây hoài thì làm sao mà dân làng và những người tiều phu khác vào đây để đốn củi làm ăn sinh sống? Điệu hồn thì tránh ra để cho ta chặt cái cây tiếp. Đừng, từ mà bình tĩnh thôi đi mà. Thôi được rồi, bình tĩnh đi, đừng có chặt nữa. Bây giờ ta có một lời đề nghị với ngươi được không? Ngươi và cái bọn kia vào đây á, chặt phá nè, hái trái cây, chủ yếu là tìm kế sinh nhai. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một món đồ, coi như là bù lại được không? Món gì? Ta sẽ cho ngươi một cái mâm thần kỳ. Đừng có thấy dân làng chặt phá thật thà mà lừa gạt. Mâm thần kỳ là mâm gì? Ngươi không tin phải không? Được rồi, mâm thần kỳ xuất hiện. Nghe tin chưa? Nhưng mà để nghe tin nữa thì ngươi hãy gọi tên món ăn và gõ vào mâm thần kỳ 3 cái, lập tức món ăn sẽ xuất hiện. Ta gõ vào trong cái mâm này là ta sẽ được như ước nguyện đúng không? Một tô cơm gọi và 2 con cá khô. Thơm quá. Đó, ngươi tin chưa? Ngươi muốn ăn cái gì ngươi cứ gõ vào mâm, đừng đến đây chặt phá nhà cửa ta nữa, nghe chưa? Thôi được rồi, ta tin ngươi. Cảm ơn nhà ngươi rất là nhiều. Ta sẽ không đốn cái cây này nữa. Giờ ta sẽ đem cái mâm này đãi cho dân làng một bữa no đi. Dân làng ơi, từ đây chúng ta sẽ không sợ đói nữa. Giờ tiếp tục ngủ được rồi. Cốc, cốc, cốc. Đầu heo xuất hiện. Oh yeah. Wow. Trong trong phá mày ra một cái đầu heo như vậy hả? Cái gì vậy? Cái gì làm sầm vậy? Có đầu heo. Đó, đây nè. Ôi trời ơi. Ông có thiệt không? Đầu heo của tôi mà. Rồi rồi. Của bà Tám đó, ngửi con có thơm không? Cái đầu. Thơm ngon quá. Làm ra đồ ăn thịt. Mày rượu mày rượu à? Uống rượu đi. Mời rượu. Khoan, tôi mời. Mời sao vậy? Uống thoải mái, khỏi trả tiền. Thoải mái à? Ưu tiên nè. Mày đây. Đây ưu tiên cái người đi. Uống đi. Thoải mái đi. Quán đại. Càng nhiều càng tốt. Rồi, uống càng nhiều càng tốt ha. Uống thoải mái. Rồi, uống tô mới nè. Tráng sĩ. Vụ tráng sĩ. Rồi. Trời ơi, tôi thích cậu này quá. Mọi người uống thoải mái. Cảm ơn bà chủ. Dạ. Uống nữa nè. Cậu này nè. Đi về mày. Đem đầu heo đi về. Về nha, cảm ơn em. Về nha. Mau. Không, vậy. Uống thoải mái. Đi về, mau. Đè lên. Để nó ở lại đi. Rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều.
Thành thật xin lỗi ông bà cô bác rất là nhiều. Để ông bà cô bác phải đợi. Tôi biết là ông bà rất là đói rồi. Bây giờ không để mất thời gian nữa. Xin mời. Cốc, cốc, cốc. Hãy cho ta một con heo sữa, hai con vịt quay và đặc biệt một bình rượu đế Hồ Biên. Xin con chào đâu, không có gì đâu, đâu có gì đâu. Cái mâm trống không hả? Ừ, đâu có gì. Không có thấy gì hết. Xin lỗi, xin lỗi. Trơn vậy. Xin lỗi. Cốc, cốc, cốc. Hãy cho ta một con heo sữa, hai con gà quay và đặc biệt một bình rượu đế. Than 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 than. Một vỗ tay mà con ơi. Thấy gì đâu, thấy gì đâu. Trời đâu, có gì đâu đâu. Trời ơi, làm bỏ làm từ sáng giờ chạy nè qua đây nè tưởng có ăn. Làm gì có cái gì ăn đâu. Chuyện quan đường mà. Vậy mà cũng bà con cũng tin được là ha. Còn kêu các vị bô lỡ á đi ra đây nè, ha. Chào từ sáng tới giờ để coi. Coi cái gì? Coi cái chuyện ma trận này đó hả? Tội này á phải phạt già mới chừa được. Đúng rồi, phép vua cũng thua lệ làng mà. Đúng đó, phạt cho chừa cái tội khoác lác. Ừ. Không có, không có, tôi không có khoác lác. Chắc nó ngủ quên, nó chưa có thức dậy hay sao á. Để tôi làm lại cái nữa nha. Cốc, 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 cốc. Cho ta một con heo quay thôi. Hồ Biên. Đâu, có đâu, gì đâu, đâu, có gì đâu. Hả? Dốc không? Cũng phải phạt dạ cho hắn. Mức phạt nhẹ nhất. Mới heo. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đánh nó một heo. Đúng rồi đó. Đánh đi. Đánh cho hắn chừa. Rồi xuống. Đánh cho hắn chừa. Đánh heo đi. Đánh cho hắn chừa. 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 Đánh cho Chết rồi. Mày còn giả đò nữa hả? Mày... Cái mâm của người đâu? Dẹp đi. Tao giận quá. Tao tức quá. Tao đập nát rồi. Ngươi thiệt là hồ đồ mà. Thôi 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 được rồi. Ta sẽ cho ngươi một món khác quý hơn cái mâm đó nữa. Lần này hả? Mày mà gạt tao nữa, tao sẽ không chặt mày nữa. Tao đốt luôn. Ta sẽ cho ngươi một con dê thần kỳ, nhưng ngươi phải chăm sóc và cho nó ăn uống đầy đủ. Nó sẽ ị ra vàng đó. Ta không tin, nó đâu? Dê thần kỳ xuất hiện. Quay, quay. Trời ơi, có con dê thiệt. Vàng đâu? Ngươi nhớ cẩn thận, đừng làm mắt con dê đó nghe chưa? Đúng là vàng rồi. Ngươi tin rồi chứ? Mời mốt đừng có làm phiền ta nữa được không? Cảm ơn, cảm ơn, không làm phiền nữa. Bà con ơi, vàng thiệt, vàng thiệt nè. Xe ra, để nó phục vụ tráng sĩ. Ôi, tráng sĩ đem vàng về chăng? Tiểu Nhi! Dạ. Đi vô trong kia. Dạ, dạ. Phục vụ rượu. Dạ, đi rượu, 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 rượu đi. Rồi, xong. Tiểu Nhi. Dạ. Vào. Dạ. Thôi, mọi người cứ bình tĩnh lại. Bây giờ, ta sẽ dắt con dê quý của ta lên đình biểu diễn để cho mọi người hưởng lộc. Đâu? Con dê đâu? Sao? Con dê quý đâu? Con...
Dạ. Thấy không? Ủa? Thấy con dê cũng bình thường mà. Mà nó quý chỗ nào vậy? Mọi người không nhìn thấy đâu. Đúng rồi. Con dê này nó quý ở chỗ. Nó quý ở cái chỗ. Nó quý ở cái chỗ. Tráng sĩ biết. Nó quý ở cái chỗ. Là quý ở chỗ. Ở chỗ tráng sĩ biết. Quá. Bây giờ trước khi tôi lên đền biểu diễn để cho bà con hưởng lộc, thì nhờ ông bà chủ ra sàn sóc cái con dê quý giùm tôi. Dạ. Cho nó ăn thiệt là no giùm tôi. Dạ. Tiểu Nhi. Dạ. Phục vụ tráng sĩ dê. Cho tráng sĩ dê ăn phần của tôi luôn cũng được. Còn bây giờ thì anh em mình vô. Vô. Làng đánh quan mi hồi nào? Hôm nay định bày trò gì nữa mà kêu mọi người ra đây? Lần trước hắn lếu láo bị phạt một lần rồi mà cũng chưa. Bây giờ kêu mọi người cất công ra đây để làm gì rồi? Thôi thì cho hắn một cơ hội đối công chuộc tội. Lần này có hắn giở trò gì nữa đây? Thưa bà cô bác, lần trước chuyện cái mâm vàng, thật tình tôi cũng không biết vì sao nó lại bị như vậy. Nhưng lần này tôi trân trọng báo tin với mọi người. Đây, chú dê thần kỳ. Dê nó xạo quá. Đúng rồi. Một lát nữa đây, đừng chen lấn giành giật với nhau sẽ làm mất hòa khí. Tại vì ai cũng có phần hết. Một, hai, ba, hồ biên. Thật sự thì Thì từ từ nói, đừng có chặt nữa. Chuyện là vậy nè. Đó, chuyện là vậy đó. Vậy là cả hai lần ngươi đều nghỉ chân ở quán nước đó trước khi ra là khỏi làng đúng không? Đúng vậy, ta có phước mà. Ta có củ quý mà, thì tao phải chia sẻ cho dân làng chứ. Chắc chắn là người đã bị lừa gạt rồi. Ngươi nhìn kỹ lại đi, con dê này đâu phải là con dê của ta cho ngươi đâu. Con dê này không phải vậy là con dê này của ai? Nếu mà ta đoán không sai á, thì vợ chồng chủ quán kia đã tráo đổi con dê khác cho ngươi rồi. Chết rồi. Vậy tao phải làm sao? Tao phải làm sao? Được rồi, ta sẽ cho ngươi bảo bối khác đây. Lại đây, kề tay vào đây, ta nói nhỏ cho nghe.
Ta đã hiểu rồi. Ta sẽ làm thử xem sao. Nè, nhớ đừng làm phiền tao nữa nghe chưa. Chào tiến sĩ. Khỏe không bà chủ, khỏe không tiến sĩ? Sao uống không vậy, không muốn ăn gì hả? Ăn gì đi. Phục vụ tráng sĩ. Dạ dạ dạ. Chào tráng sĩ. Tráng sĩ muốn dùng gì? Dạ mời tráng sĩ vô. Mời tráng sĩ vô. Mời tráng sĩ vô. Mời tráng sĩ ngồi. Dạ mời tráng sĩ ngồi. Tráng sĩ muốn ăn uống cái gì tôi phục vụ tráng sĩ. Cái gì tráng sĩ? Tôi muốn. Muốn gì? Trời ơi. Trời mưa hả? Không. Không, tráng sĩ muốn gì? Không cần ăn uống gì hết. Tôi không muốn gây sự chú ý cho cái bọn đạo trích. Dạ. Nói khách gì hết đi. Dạ. Tiểu Nhi. Tôi sao? Tôi sao? Tôi sẽ cho ông bà biết một điều bí mật. Ê, thôi thôi, không cần đợi khách về. Tôi ra tôi đuổi khách về luôn. Dạ. Hôm nay quán có chuyện nên đóng cửa sớm. Mời quý khách hôm sau ghé lại. Cảm ơn nhiều. Hôm nay dẹp mình. Dạ. Đám dỗ ba tôi. Ngày mai mốt thì lại uống đỉnh bù. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, đóng cửa. Ba. Tráng sĩ. Rồi, ta biết nghỉ bán rồi, không ai vô đâu. Xong rồi. Có gì bí mật? Bí mật. Lần trước. Dạ. Tôi có cái mâm vàng. Mâm vàng một cái. Dạ. Dê vàng. Một con dê vàng. Con dê vàng ị ra vàng. Sao bà biết? Không có. Ê, lúc nào cũng tưởng tượng có vàng, ba tưởng tượng ị ra vàng. Nếu một con dê thì ị ra cứt dê. Nghĩa là không, một con dê nó ị ra một cục ấy dê. Đúng rồi. Bây giờ tráng sĩ có mâm vàng, trâu bò hay là bát vàng gì đó. Nói chung là bây giờ có thao nhôm, mũ bể cần bán không? Có gì vậy? Thao nhôm, mũ bể cần giữ không? Tôi giữ cho. Có cái gì? Có gì cô ba? Ta có cái này còn quý báu hơn rất là nhiều. Cái gì vậy? Đó là ống tre vàng. Ống tre vàng. Ống tre vàng là mình chút nó ra vàng. Có vàng không? Thấy gì không? Thấy. Đâu thấy gì đâu? Đen thui thù lùi. Không đen thấy lắm. Đúng không? Đâu có vàng đâu. Đen, màu đen. Chỉ một mình ta thấy thôi. Thấy cái gì? Ống này, ta chỉ cần thổ, suy nghĩ ước muốn điều gì, điều kỳ diệu đó sẽ xuất hiện ngay. Trời ơi, hay quá. Dạ thích, làm đi, thổ đi, ước muốn cái gì, nó sẽ xuất hiện ngay, ước muốn đi. Ông bà chủ muốn thử không? Dạ muốn. Thử thì ra sân đi cho nó thoải mái, thử nó vui hơn. Thôi, ở trong đây kín đáo hơn. Ở ngoài sân, lỡ người ta thấy vàng, người ta bu lại đông lắm. Người ta giật không lại, giống bún hồn. Ở đây đi, làm đi. Trong đầu có suy nghĩ gì chứ? Có. Dạ có gì. Thổ nha. Dạ. Tập trung. Thổ. Cười thật to. Nhảy thật mạnh. Trời ơi, sao mà nhảy hoài vậy? Sao mà nhảy hoài vậy? Nhảy nhanh hơn nữa. Không ngưng lại được cái gì. Được chưa? Muốn tha mạng không? Thì bây giờ hai ông bà hãy thành thật đem mâm vàng và dây quý trả lại cho tôi. Ôi trời ơi, muốn trả thì phải cho đứng lại, cho đi lấy trả được, cho nhảy từng từng về, cho đi lấy trả được trời. Nhưng ông bà chủ có hứa thật lòng không hay là gian dối? Không gian dối. Thổ, ngừng lại. Ông sao vậy? Ông ơi, dừng lại rồi mà sao ông còn nhảy hoài vậy? Ôi dừng rồi hả?
Tại cái xương có đàn hồi, dừng nó mới dừng. Dừng. Rồi sao? Bây giờ ông bà chủ tính sao? Dạ. Tính sao là tính sao? Dạ. Đem tính sao là tính sao? À, dạ hiểu 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 hiểu. Đem mâm vàng dê quý ra cha. Nhanh lên. Mâm vàng. Tiếp. Ông ơi, ông ơi, bây giờ phải trả tiền hả? Hiểu dạ. Ê, chủ là con. Ây trời ơi, ây trời ơi, ây trời ơi, cái mâm đây nè, cái mâm đây nè, con dê trả lại rồi. Khó làm mà. Ông sao mà vậy? Đâu, ông bà chủ biết hối lỗi chưa? Dạ biết rồi. Được, tha đó, ta đi đây. Thổ, 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 thổ. Đã bộ thôi, làm quá. Dạ bộ mà. Quá trời vàng. Hô Minh. Ai cũng có phần. Chen lắm. Đừng tranh giành. Hô Minh. Sao cô tới đây giờ này vậy? Trời bắt đầu trở lạnh. Con đem cho cô mấy cái áo ấm và ít đồ ăn. Trời lạnh, bệnh leo lưng của cô dễ tái phát lắm. Cô cảm ơn con nha. Nhờ mấy chai rượu thuốc mà con đưa, cô sức thường xuyên nên bữa nay á, cái lưng cô cũng đỡ đau nhiều rồi. Chứ cô đừng có ngồi nhiều. Ngồi nhiều bệnh nặng hơn, khó chữa lắm. Cái nghề đang lát của cô mà, không ngồi sao được con. Cô phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ có một mình cô ở nhà, cô phải bảo trọng mới được. Trinh Trang à, mai mốt á, con cũng đừng có qua đây thường nữa. Lỡ chồng con hay là gia đình bên đó nhìn thấy lại dị nghị, rồi nặng nhẹ với con, cô đau lòng lắm. Anh ta đi ăn dỗ trên huyện, tới tối khuya mới về. Cô đừng có lo lắng, không sao đâu. Thì cô nhắc chừng con vậy đó. Dù sao bây giờ con cũng là vợ của người ta rồi. Lỡ chồng con biết con thường xuyên tới lui nhà người yêu cũ như vậy, nó không để yên cho con đâu. Sống như người chồng tính khí thất thường, con khổ sở lắm cô à. Nhưng chắc con mắc nợ người ta nên con phải trả. Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng. Tự lấy chồng giàu được nhờ tấm thân, ai ngờ lấy phải thằng chồng bủn xỉn keo kiệt. Cô thấy con làm lụng cực khổ còn hơn con ở nữa. Con thương con quá. Con không sao đâu cô à. Mà sao anh xin đi lâu quá cô ha? Nó quyết chí lên kinh thành học hành, chừng nào công thành danh toại mới trở về. Anh ấy đi hơn 2 năm rồi. Chị Tư ơi, chị Tư có tin vui. Chị Tư ơi, tin vui. Tin gì vậy chú? Sao cô qua đây nữa? Chồng cô biết được á là lớn chuyện đó nha. Tôi cũng kêu nó phải về chừng rồi, mai mốt nó không có thường xuyên qua đây nữa đâu. Mà tin vui gì vậy chú? Quan Tăng Trạng họ Đào là thằng Đào Sinh đó, là cháu của chị đó. Bây giờ chị là cô của Quan Trạng rồi. Đào Sinh nó về. Đào Sinh nó về rồi Vân Trang à. Ủa mà sao chú biết vậy? Cả làng mình tiếp đón rình rang ngoài đầu làng kìa.
Thôi mình mang ra đón đọc sinh đi con. Đi đi chị. Thưa cô, con về. Ủa con về. Nè Dân Trang. Mày cho cổ về đi. Chồng cổ cọc cằn nóng tánh lắm. Rồi biết cổ ở đây lớn chuyện đó chị à. Mà dù sao á, chuyện cũng đã an bài rồi chị. Xin chúc mừng quan trạng. Dạ. Tôi xin phép quan trạng tôi về. Dạ. À, cô Diệp. Uống nước chưa? Dạ, cảm ơn cô. Bà con tới chia vui với con về hết rồi. Sao con không vô trong nhà nghỉ ngơi đi? Con không thấy mệt cô à. Lâu lâu con về nhà, con muốn được ngồi đây nói chuyện với cô. Cô nè, con đi xa cô 2 năm để ăn học. Để cô ở nhà con một mình, con bất hiếu quá. Con đừng có nghĩ vậy mà. Con đỗ đạt như vậy là coi như đã đền đáp ơn cho cô rồi. Thiệt, cô không ngờ có ngày hôm nay đâu con à. Cô, bây giờ con về đây với cô rồi, cô nên vui chứ. Cô hứa với con là cô không được buồn nha. Cô vui mà. Dạ. Con đã làm rạng danh cho dòng họ Đào. Từ bây giờ không ai dám cười chê cô cháu mình nghèo hèn nữa. Dạ. Chính cái nghèo là động lực để con đi ăn học. Con không muốn bất cứ ai xem thường và khinh khi con. Dân Trang nó biết con thành danh, nó mừng lắm đó. Tội nghiệp, dù đã có chồng rồi nhưng mà nó vẫn thường xuyên lui tới đây giúp đỡ tiền bạc cho cô. Bởi vậy cô mới đỡ cực hơn đó chứ. Dạ. Cô nhắc con mới nhớ, con cũng rất nôn nóng biết tin của cô. Cô kể cho con nghe vì sao Dân Trang lại lấy chồng đi cô. Cha mẹ ép gả nó cho thằng con trai nhà giàu. Nó là đứa có hiếu nên đâu dám cãi lời. Với lại cha nó cũng đã chê cô cháu mình nghèo hèn, đâu có chịu gả nó cho con đâu. Nó cũng đâu còn hy vọng gì nữa. Trên đường Vĩnh Quy về đây, con cứ nghĩ cha mẹ cổ sẽ vui vẻ và gả cổ cho con. Cũng hối hận những lời nói khinh khi trước đây, mà bây giờ muộn rồi. Tất cả là duyên số thôi con à. Thôi đừng có buồn nữa. À, để cô vô lo cơm nước nha. Nãy giờ quên, chắc là con cũng đói bụng lắm rồi hả? Dạ, cô nhắc con mới nhớ, lâu quá rồi con chưa được thưởng thức những món cô nấu. Con mệt thì vô nghỉ ngơi đi, cô nấu nhanh lắm. Dạ. À, Đào Sinh nè. Dạ, chuyện gì con? Bây giờ Dân Trang nó đã có cuộc sống riêng rồi, con đừng có đi tìm nó, đừng làm nó đau khổ nữa nha. Dạ, con biết rồi con. Dừng lại. Dân Trang. Chào quan trạng. Trưa nắng như vậy, em đi đâu vậy? Em ăn cơm cho chồng em. Anh muốn qua thăm em lâu lắm rồi, nhưng ngày chồng em nghi ngờ nên thôi. Em đừng có trách anh vô tình với Dân Trang. Em biết thân phận em là gái đâu có chồng, chính em là người quên lời hẹn ước nên không dám trách hờn ai hết. Mong anh đừng bận tâm. Em đừng có nói như vậy. Anh biết em có nỗi khổ tâm riêng mà.
Anh không có trách em, anh chỉ mong em được hạnh phúc. Anh hiểu được nỗi lòng của em là em mãn nguyện rồi. Thôi em chào anh, em phải đi để trễ giờ. Trần Trang, cậu ơi, cậu. Ủa sao mày nói mày về rồi mà còn chạy ngược ở đây làm gì? Dạ thì con về con đi công việc cho cậu. Con mới thấy mợ á đang nói chuyện với quan trạng, con chạy đây con báo cho cậu nè. Thấy con ngoan không? Thôi nhiều chuyện quá đi, về lo công chuyện đi. Dạ. Con lên huyện với bà đó. Dạ thì đương nhiên rồi, con báo cậu xong thì con phải về đi công chuyện cậu. Thấy con ngoan không? Ừ ngoan, thôi đi về đi. Dạ. Đó đi. Em dọn xong rồi. Để đi. Mình sao vậy? Cô đừng hòng qua mặt tôi. Cô tưởng là tôi có biết chuyện gì hả? Có chuyện gì thì mình cứ nói ra đi, đừng có nóng giận như vậy không tốt đâu. Cô là vợ tôi, dám tư tưởng là khác hả? Cô đừng tưởng tôi không biết. Lúc trước cô và hắn quen nhau, mà tại vì hắn nghèo cho nên gia đình cô không gả cô chẳng. Nhưng bây giờ em đã là vợ mình rồi, em không có còn luyến tiếc chuyện xưa nữa. Mình đừng có nghĩ oan cho em. Oan hả? Ai nói cho cô? Cô đừng tưởng tôi không thấy cô và hắn đứng tự tùm lên kia kìa. Đúng là cô vợ lăng loạn. Mình không được quyền nói em như vậy. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy trên đường thôi. Tình cờ? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Hả? Đúng rồi. Bây giờ hắn là quan trạng, vừa có chức vừa có quyền, cho nên con muốn cho hắn cái gì? Rồi đó. Thế cho cô hắn biết thế nào là vợ, thế nào là chồng hay chưa? Hả? Biết không hả? 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 Đứng lên! Đừng làm bộ làm tích, mày đứng lên coi. Tính đơn giả hả? Hả? Nè, cha bộ hả mày? Dậy đi. Dậy. Mày nghe tao nói không hả? Thiên Trang à? Thiên Trang? Thiên Trang à? Sao rồi? Cô đừng có làm cô sợ nha. Là tin đồn đâu phải không cô? Không phải sự thật không cô? Không đâu. Đúng rồi cô gặp. Nhưng Trang chết rồi. Chết? Chết? Tại sao chết đó cô? Mới hồi trưa nè, cô còn gặp cô ấy, cô còn nói chuyện với cô mà. Nghe nói là đem cơm ra rượu cho chồng nó xong, về tới nhà thì bị trúng gió, chết rồi con à. Không thể nào, cô phải qua giếng cô ấy. Đạo sinh,
Hoàng hãy đi con à. Bây giờ gia đình người ta đang lộn xộn lắm, con tới đó thiên hạ sẽ dị nghị đó, không nên đâu con. Vậy bây giờ con phải làm sao hả cô? Con cứ bình tĩnh đi, đợi vài ngày nữa ra mộ đốt nhang cho nó cũng được mà. Hôm nay là giỗ đầu của mợ, sao mình không cúng ở nhà mà đem vô chùa cúng đi cậu? Mợ mày chết trẻ quá, cho nên á đem đi cúng á để cầu siêu luôn. Dạ. Vậy thôi cũng hỏi nữa. Dạ. Với lại con hiểu rồi, đem vô chùa cúng tốn con mầm trái cây à, vậy cho đỡ tốn kém hả cậu ha? Chuyện vậy mày nghĩ được nữa hả? Hả? Mày không thấy sao? Đang mùa gặt lúa, có ai rảnh đâu mà bày biện để cúng kiến ở nhà? Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà con thắc mắc, tại sao chùa ở gần nhà mình không cúng? Đi cúng cái chùa gì mà xa lơ xa lắc vậy, đi mẫu chân muốn chết à? Tao cũng thắc mắc nữa, mày ăn uống cũng như người ta thôi mà càng lúc mày càng nhiều chuyện nữa đó. Đi về. Dạ. Đúng là mợ đó cậu. Trời ơi. Thôi mày về lo chuyện nhà đi, chuyện để tao lo. Con bà ngà của mẹ. Vậy? Thấy cái gì? Thấy rồi. Thấy gì? Không thấy gì hết. Mày giỡn mặt hả? Mày tin tao đạp xuống mương mày. Con mày áo giác. Không thấy gì hết ta. Gia chủ ơi, gia chủ. Sao à, đào từ sáng tới giờ mà không thấy gì hết trơn á, gia chủ ơi. Vì quan đầu sinh là quan đương nhiệm của làng kế bên là liên quan tới vụ án này, trong khi vụ án này vẫn chưa được làm sáng tỏ, về cảm phiền quan đầu xin hãy ngồi chờ tao phân xử. Lính. Dạ. Mang ghế mời quan ngồi. Anh Hiền kia. Dạ. Anh kiện quan đầu xin quyến rũ vợ của anh, mọi chuyện như thế nào hãy khai báo cho ta được rõ. Dạ thưa quan lớn, dân trang á đích thì là vợ của tôi, có cưới xin đàng hoàng, hai bên đều biết rõ.
Cách đây một năm á, cô bị cảm mạo rồi đột ngột qua đời. Tôi có đem cô chôn cất ở sau giường. Cách đây vài hôm, tôi đi chùa ở làng kế bên thì phát hiện Văn Trâm còn sống. Tôi âm thầm tìm hiểu mới biết bây giờ cô ấy là vợ của quan đầu sinh. Vậy là sao? Tôi mong quan xem xét đòi lại công bằng cho tôi. Vô lý! Sao lại có chuyện một người đã chết bây giờ lại đang quỳ ở đây? Anh có biết là nói sang nói bậy, xúc phạm quan đương triều, tội rất nặng, anh biết không? Dạ thưa quan, chắc chắn Văn Trâm là vợ con. Con mong quan xét xử bắt hắn về tội quyến rũ vợ người khác. Trang thị kia, hãy cho tôi biết cô có phải là vợ của anh Hiền đây không? Dạ thưa quan lớn, lúc con chưa chết con là vợ của anh ta, nhưng anh ta đã thờ cúng con một năm nay. Đức thị con đã chết rồi ạ. Chưa chết là như thế nào? Mà đã chết rồi thì tại sao cô lại còn quỳ ở đây? Mọi chuyện như thế nào hãy khai báo cho ta được rõ. Dạ bẩm quan, có một người biết rõ sự việc này, ông ấy sẽ cho quan biết rõ đầu đuôi chân tướng. Một người biết rõ chuyện này sao? Vậy ông hãy cho mau đầu người đó tới đây. Người đâu? Dẫn chú Diệp vào đây. Dạ, Thảo Văn tên Diệp, xin quan trên dạy bảo. Anh Diệp kia, anh có biết người phụ nữ này là ai không? Dạ biết, đây là cô Văn Trang, mà trước kia là vợ của anh Hiền đây ạ. Vậy tại sao anh Hiền đã khai báo là vợ hắn là mất cách đây hơn một năm vì bị cảm mạo, mà người đã chết rồi thì tại sao lại còn quỳ ở đây? Dạ, đáng lẽ cô ta đã chết. Hả? Có gì động đậy vậy? Văn Trang à, cô không ngờ con lại xấu số như vậy. Con mau tỉnh lại với con. Ai đó? Diệp, Diệp, Diệp. Một cô ấy chưa tỉnh hả chị? Mai mà Đào Sinh biết chút y thuật nên cứu nó qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ Đào Sinh nó đi hốt thuốc, cầu trời Phật cho nó tai qua nạn khỏi. Chắc là số cổ chưa có tới nên em mới phát hiện kịp thời. Mà thằng chồng của cổ á cũng đào rồi chôn lấp mà nhanh lắm, làm ẩu lắm, nên em mới cứu cổ được á chứ. Nếu không á là cổ ra người thiên cổ luôn rồi. Không ngờ thằng đó lại mất nhân tính như vậy. À, chú đi dò la tình hình sao rồi? Hiện giờ á, nhà bên đó làm đám rùm beng lắm,
mà lập mộ ngay cái chỗ mà chôn xác á, chứ không có đem về nhà. Tên bất nhân đó làm sao dám đem xác về nhà chứ. Mà nó có nghi ngờ gì không? Chắc là không đâu. Cái lúc mà em cứu cô Vân Trang á, rồi em đắp lại cái mộ chỗ đó y chang vậy à, chứ không có mắc dấu vết gì đâu, nên nó không biết gì hết á, nó không có nghi đâu. Nhưng mà chị, sao tự nhiên cổ xinh đẹp vậy mà chồng cổ chôn sống cổ vậy? Chuyện này phải đợi Vân Trang tỉnh lại thì chúng ta mới biết rõ mọi chuyện. Còn thằng Hiền nó nói với mọi người sao? Thằng đó nó đi nói với mọi người là vợ nó trúng gió chết bất đắc kỳ tử, phải chôn liền không để được. Vậy á, đúng là hắn có giả tâm muốn giết vợ rồi nên mới làm như vậy. Đào Sinh, Vân Trang tỉnh chưa cô? Sắc mặt thì thấy hồng hào đó, nhưng mà sao vẫn chưa tỉnh nữa? Không sao đâu cô. Cô cứ xác thuốc này giùm con, rồi đổ vào miệng cô ấy. Có thuốc vào, cô ấy nhanh tỉnh lắm. Vân Trang à, con đang uống hết chén thuốc này đi nha. Vân Trang, con đang tỉnh hay mơ? Con đang ở đâu đây? Con tỉnh rồi, con sống lại rồi. Chú Diệp ơi, Đào Sinh ơi. Gì vậy? Điều gì vậy cô? Vân Trang tỉnh rồi kìa. Hả? Hả? Vân Trang, em tỉnh rồi. Anh lo cho em quá. Đào Sinh, con làm gì đi chứ? Con phải cứu Vân Trang đi, đừng để cô ấy quay về nhà chồng cô ấy. Nhưng chồng ấy rất là ác. Đúng rồi đó, Vân Trang đã bị chồng nó chôn sống, coi như đã chết rồi. Còn con cứu được một Vân Trang hoàn toàn mới. Con hãy đem nó đi nơi khác đi, tránh xa kẻ bạc ác kia đi con à. Dạ, chắc cô ấy chưa tới số nên tôi đến kịp thời. Tại tên Hiền mới đắp lắc sơ sơ thôi để che mắt mọi người nên tôi mới cứu kịp. Nếu không á là cổ ra người thiên cổ rồi ạ. Trang Thị, tại sao chồng cô lại cố ý giết cô? Anh Hiền tính tình nóng nảy, hễ chuyện gì không vừa ý là anh nổi giận đánh con, không cần biết đúng sai. Còn sự việc hôm đó chỉ vì nhìn thấy con đứng nói chuyện với anh Đạo Sinh trên đường làng nên anh ấy mới nổi giận, xuống tay đánh con té chết giấc à. Vì sao cô và Quan Đạo Sinh lại gặp nhau? Khi con đem cơm ra ruộng thì gặp anh Đạo Sinh, anh ấy dừng lại chỉ để hỏi thăm thôi ạ. Sau khi cô qua được tai nạn này, mọi chuyện tiếp diễn như thế nào? Dạ thưa Quan, con như người chết đi sống lại. Nếu Đạo Sinh không cho con tá túc thì con cũng sẽ bỏ đi thật xa, vì con quá sợ hãi khi sống chung với người chồng độc ác, nhẫn tâm giết chết vợ mình. Vì thương cho thân phận của Vân Trang nên tôi đem nàng về Vinh để kết nghĩa phu thê, không cứ hỏi gì cả, để Vân Trang thoát khỏi tay người chồng bạc ác kia. Dạ thưa quan, cô thật sự là không cố tình giết vợ con đâu, mong quan xem xét à. Im miệng, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mặc dù ngươi không cố tình giết người, nhưng khi thấy vợ ngươi bất tỉnh, ngươi không kịp thời cứu chữa lại mang đi chôn sống như vậy, hành động đó chứng tỏ ngươi đã mất hết tính người, tàn ác hơn kẻ giết người gấp bội. Ta phải trừng trị ngươi thật thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Lính, giam vào ngục. Quang à, Quang à. Còn Đào Sinh, ngươi đã có công cứu Trang Thị thoát khỏi kiếp nạn, giá lại hai người cũng đã quen biết và có ân tình từ trước, nên hai người đến với nhau mà không mang tội gì. Bãi châu.
Tôi biết ngài là hàng quý tộc, cho nên tôi mới tiết lộ. Tin hay không là tùy ngài. Ông bảo rằng ngày rằm tháng sau phò mã thiên triều sẽ ra đời tại vùng này sao? Hả? Đúng vậy, và sẽ trở thành một thiên tử sau này. Vô phép, láo xược quan đường. Các vì sao chư hầu sẽ về đây nghênh đón? Tôi nhìn thấy trên bầu trời. Không thể nào tin được. Nơi đây vùng quê nghèo lắm, chó ăn đá gà ăn muối. Ông có biết đương kim hoàng thượng ở đây cách hơn 10 ngày đường không? Tôi biết, và tôi cũng biết rõ điều này. Nếu đến tay hoàng thượng thì thật là đắc tội. Nhưng vì có liên quan tới ngài nên... Cái gì? Sao liên quan tới ta? Nhà người biết ta lại không? Thưa ngài, tôi chỉ là một đạo sĩ không màng thế sự. Tôi không biết ngài là ai, nhưng cơ duyên đã cho tôi gặp ngài, tôi không thể không nói. Nói đi, nhà người cứ nói đi. Người này sẽ là khắc tinh của ngài đó. Khắc tinh của ta, ngôi thiên tử trong tương lai thuộc về ta chứ. Ta âm thầm chuẩn bị cho ngày đó bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng nếu gã thầy pháp này phán thiên tử mới ra đời gì đó sẽ là khắc tinh của ta thì có phần đúng rồi. Không được, dù đúng hay sai ta không phải ra tay trước để trừ hậu quan mà. Nè, ông làm thầy tướng kiểu gì á, tài giỏi bao nhiêu ta không biết. Nhưng những gì ông vừa nói á, nếu mà tới tay người thứ hai á, lúc đó đừng có trách ta nha. Tội khi quân á là bay đầu đó. Mà khoan, ta hỏi thêm điều này, nhà ngươi phải nói rõ hơn. Một quý nhân được sanh ra chắc chắn không phải là con nhà tầm thường, mà phải là con nhà quyền quý đúng không? Thưa ông, chỉ là con nhà nông dân. Con cái nhà nông dân à? Ở đây có cả ngàn cái dạng đứa trẻ sinh ra, biết là đứa nào chứ hả? Người này có một bớt son, nó nằm ngay trong lòng bàn tay. Thật là quan đường. Nhớ lời ta đó, nếu bếp xếp á, mất cái đầu nhà ngươi đó. Nghe chưa? Dừng lại nghỉ chân chút đi. Đằng kia ngôi nhà, vô xin nước uống đi. Dạ tuân lệnh. Dạ bẩm ngài, chúng ta đã lùng sục các làng lân cận đây 3 ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả như ý của ngài. Liệu ngài có nhầm lẫn gì không mà? Thôi tệ tướng, hay là chúng ta quay về đi. Câm miệng, đi theo ta. Dạ. Nhà ơi. Dạ xin chào. Chúng ta muốn nhờ nhà của ngươi để nghỉ ngơi một lát. Mau chuẩn bị trà nước để tiếp khách quý đi. Khách quý? Cái thằng này á, nó ăn nói thô lỗ lắm. Chú em đừng để ý làm gì hết á. Chúng tôi ghé đây xin miếng nước uống rồi đi ngay mà. Dạ có ngay ạ. Xin mời các vị nghỉ chân ngoài hiên. Trong nhà chật chội tôi e bất tiện ạ. Xong vô nhà cho nó mát. Ấy ấy không không, vợ tôi mới sanh đang ở cử, tôi e bất tiện. Sao? Nhà ngươi nói sao? Vợ nhà ngươi mới sanh à? Được bao lâu rồi? À, dạ nếu tính hết ngày hôm nay được 3 tháng rồi ạ. 3 tháng? Vậy là con của ngươi sanh nhầm ngày rằm à? Mà là con trai con gái vậy? Dạ con trai ông. Thằng bé khôi ngô lắm. Thật đúng là trời ban cho vợ chồng tôi mà. Vậy là chúc mừng nhà ngươi đó. Nhưng mà ta nghe nói á, đứa trẻ sinh ra phải có dấu vết gì đặc biệt á, sau này á nó mới là nhân tài được. Vậy con nhà ngươi á, có dấu vết gì đặc biệt không? Khác người á.
Tôi thấy thằng bé vẫn bình thường mà. Nhà người xem kỹ chưa? Nè, nói nhà người biết, ta với xem tướng đó, may mắn vợ chồng nhà ngươi á, hôm nay gặp được ta đó. Thật vậy à? Ừ. Vậy con xin mời ông vào nhà xem qua thằng bé. Ừ. Em ơi, có khách quý ngài đây biết xem tướng, đưa con mày ra cho ngài xem nào. Đâu nào, đưa ta xem thử coi. Không xong rồi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy thưa ngài? Ta nói nguy to rồi đó. Đứa bé này sanh nhầm giờ phạm, nếu không lập tức á, lập đàn cúng tế là nguy hiểm tính mạng cho nó, mà còn nguy hiểm tính mạng vợ chồng nhà ngươi nữa đó. Vậy giờ tụi con phải làm sao? Cậu xin ngài giúp đỡ hả? Phải rồi đó. Hai vợ chồng nhà ngươi tốt xấu lắm mới được gặp ngài đây, với những đứa trẻ mà sinh ngay giờ phạm, trước sau gì cũng bị quỷ thần bắt đi à. Dạ dạ, vậy bây giờ phải làm sao? Dạ, trăm thượng nhà ngài giúp đỡ á, tôi xin đổi ơn ạ. Bây giờ á, anh chạy liền ra chợ để mua lễ vật, nhang đèn, hoa quả, tam sinh đầy đủ nghe chưa? Còn chị á, tạm thời lánh mặt vô buồng đi, kẻo u uế nơi cúng kiến á. Hai người mau đi đi. Dạ dạ. Nhớ dạ. Lời ta dặn đó, để đứa nhỏ ta xem cho. Dạ, trăm thượng nhà ngài ạ. Ừ. Sao mày? Thôi để tao bóp mũi nó cho xong. Tao thấy tội quá, mình không thể ra tay nữa được. Tội cái gì? Mình là lính lát, ổng kêu sao mình làm vậy đi. Nghe lời á, cũng phải tùy chuyện chứ. Mày mà thất đức quá ông trời phạt mày á. Chứ giờ mày tính sao? Bây giờ không giết nó là ổng giết tao với mày đó. Tao không biết tính làm sao nữa. Nhưng mà ừ nè, bây giờ á, mình thả xuống sông đi, biết đâu phước đức nó còn lớn, nó còn sống sót, mình khỏi phải ăn tội. Ừ, vậy cũng được, coi như là tao với mày làm theo lời ổng rồi đó. Thôi mày ở đây đi, tao kiếm cây làm cái bè, rồi trả tôi xong rồi trôi, biết cái đồ số mạng nó còn sống sót thì hên cho nó thôi. Lại có đứa bé trai kháo khỉnh như vậy mà trôi sông như vậy chứ? Chắc đây là ý trời rồi. Ta sẽ đem con về nuôi. Khoan khoan, theo ta nghe, về làm con ta nghe. Xong nè, về đi con, trễ rồi. Chủ nhà đâu?
tạo ra tiếp đón Hoa Lân. Dạ bẩm quan lớn. Dạ rất là vinh hạnh được quan lớn ghé tới đây, xin mời quan lớn ngồi. Dạ đây là con tôi à. Con chào quan đi con. Dạ con xin chào quan lớn. À cha, con mới đánh bắt được mớ cá, hay là mình làm bữa mời quan lớn nha cha. Được đó con, thôi con vào trong chuẩn bị đi con. Dạ. Để con tôi nó làm bữa rồi mời quan luôn à. Đem nước ra nha con. Cậu này rất là khôi ngô tướng tú. Dạ. Xin lỗi con được mấy cháu rồi. Cháu này năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ thật ra tôi không có con. Đây không phải là con ruột của tôi, mà đó là con nuôi. Tôi đem nó về từ lúc nó còn đỏ hỏn, nuôi cho tới bây giờ là 18 năm rồi đó thưa quan. 18 năm rồi? Dạ. Tôi có một chút tò mò. Dạ, điều chi quan? Xin lỗi, ông nhặt được cậu bé này trong hoàn cảnh nào vậy? Lúc đó đó, tôi đi câu ở sông, thì đang ngồi câu như vậy, tôi thấy đằng xa có con gì nó trôi tới, một cái nôi được kết bè thả trôi sông. Tôi mới lội xuống thì thấy một bé trai rất là kháo khỉnh. Tôi mới đem cái nôi đó về nuôi luôn. Đó là cậu con trai này đó quan, tôi đặt cho nó là tên Sông đó. Ông còn giữ cái nôi đó không? Dạ, đó là kỷ vật mà quan, tôi còn giữ chứ quan. Cho tôi xem nữa coi. Dạ thưa quan, để tôi vào trong tôi lấy đem ra. Dạ. Dạ thưa quan, cái nồi này nè quan. Thì ra là hai tướng quân ngày xưa đã phản lại ta, muốn chết cũng toàn thay mà. Giờ phải làm sao đây? Ta phải tính nhanh lên mới được. Thằng bé này tướng rất sang trọng, không khéo mà lão thầy pháp nói đúng. Dạ, con mời quan dùng nước. Dạ, mời quan dùng nước ạ. À. Cha, bữa trưa con đang chuẩn bị gần xong rồi đó cha. Vậy hả? À, con dọn lên đi, rồi mời quan luôn. Dạ. Nó đó quan. Ông đúng là người nhân hậu. Dạ. Đứa con trai ông á, thật là khôi ngô tướng tú. Thôi được rồi, để ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng để ngài ban thưởng cho cha con ông. Dạ thưa quan, cha con tôi nào dám nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Nuôi nó lớn như vậy chỉ cầu mong cho nó được học hành tới nơi tới chốn là mãn nguyện lắm rồi, chứ không bao giờ dám nghĩ cái chuyện mà được vua ban thưởng đâu. Quan thương tình nói vậy chứ tôi nào dám nghĩ đâu. Vậy à? Mà hiện bây giờ á, ta cũng bận đi kinh lý rồi, chưa quay trở về kinh đô. Thôi được, để ta thảo một bức thư để đứa con ông á cầm về kinh đô dâng lên cho hoàng thượng. Khi ngài đọc xong á, chắc chắn sẽ ban thưởng cha con ông. Nhưng mà đây là bức mật thư, tuyệt đối không để lọt ra ngoài, nên nhớ điều đó. Dạ biết rồi thưa quan. Thôi bây giờ ông vô trong chuẩn bị bút mực cho ta. Quan trời một chút. Ui.
Trời ơi, khách quan. Dạ, dạ mời khách quan vào đây dùng trà. Trời ơi, dạ mời khách quan. Dạ ghé đây, dạ ghé uống nước giùm. Dạ, dạ, dạ mời khách quan rồi. Dạ mời khách quan rồi. Cậu trời ơi, thấy đường xa xa xôi gặp cậu mừng quá, đi mệt phải không? Dạ. Nắng quá phải không? Vô đây ngồi trong mát, đổ một ly trà giải khuây ha. Thưa chủ quán, tôi có việc đại sự đi lên kinh thành, đi ngang qua đây tôi khát nước quá, ông cho tôi xin chén nước nha. Chỉ có chuyện nhỏ thôi, một ly trà đâu có đáng là bao nhiêu. Dạ. Trời ơi, cậu trẻ như vậy mà làm việc đại sự rồi sao? Thật ra là như vậy, có một vị quan, đó là quan tể tướng, có trao cho tôi một bức mật thư và dặn dò tôi là trao tận tay cho hoàng thượng. Đây là một cơ hội có 102 để mà ý kiến hoàng thượng. Hay quá, vậy là cậu là người của tể tướng hả? Ông tể tướng nhờ cậu đem dùng bức mật thư hả? Bãi bà, đi ra tiếp đón người của tể tướng nè. Cậu ra trẻ chờ một chút nha. Tôi biết rồi, người của tể tướng mà. Đủ ngon quá à. Thử cái thơm lắm, đủ ngon quá à. Dạ, thôi con có chút lòng thành. Mời cậu uống một ly rượu nhạt để gọi là chúc cậu được nhiều may mắn trên con đường đi vậy mà ha. Dạ mời cậu. Đó, dạ uống nhiều quá. Nè uống đi, rượu ngon lắm. Rượu ngon hả cậu? Dạ. Rượu ngon. Ủa sao mới đây ngất lẹ vậy? Làm miếng coi. Bạn được làm xỉu luôn. Nè, mau lục coi có vàng bạc châu báu gì không, lục đại đi. Châu báu đâu, châu báu. Cái tướng làm việc cho tể tướng là phải có vàng bạc nhiều nè. Chứ không có làm sao mà không có chứ. Lục đại đi. Lục gì tôi thấy gì đâu. Lẹ đi cho rồi, để nó tỉnh vậy rồi lấy cái gì mà ăn. Nè, ăn đi. Cái gì? Đó, châu báu đó. Ủa, cái này là cái gì? Lá thơ. Trời đất, thơ làm cái gì? Bị tôi bị lục lên hết coi nó có tiền bạc gì không. Trời ơi, cậu này nhìn là thấy không có tiền đâu. Tôi nói cho bà nghe, tại tôi nghe cậu nói cái khăn khăn một mực là giữ kín cái bức thơ này. Lúc nào cũng ôm trong mình đó. Biết cái này ai gửi không? Ai gửi? Ông tể tướng, ông viết thư này, ông nhờ cậu trai trẻ này đem lên kinh đô gửi cho hoàng thượng. Cho hoàng thượng hả? Đó, thì tôi muốn biết cái bức thư này ông tể tướng viết cái gì mà đưa cho cậu này đem lên kinh đô, biết không? Ồ, vậy hả? Đọc đi, ông đọc đi. Coi thằng cha tể tướng ác nhân sát đức này, coi thằng cha nói cái gì. Nói thiệt với ông nha, cái thằng cha tể tướng này đó hả, mà chả còn ngồi cái chỗ này đó hả, thì dân tình 3 tháng nó khổ sở dữ lắm đó. Mà nói đúng á, trong này nó ác lắm. Ác lắm, ừ. Ông hai vợ chồng mình tan nhà nát cửa, tan gia bại sản, ba đời ngóc đầu lên không nổi cũng tại cha tể tướng này. Đúng. Để tôi coi thử ông viết gì nha. Đọc đi. Coi. Thôi đi. Trời đất ơi, đọc đi, đọc coi cái gì chẳng đứng cười hoài vậy. Đọc được chưa? Đâu có đọc đâu. Sao vậy? Tự nghiên cứu cái chữ sao tao mới đọc. Ừ. Bà ngộ ghê. Thật đọc là ác tâm ăn đức. Nữ lòng nào nó bức mật thư này. Đội số cậu trai trẻ này là người tạo phản, đưa cho nhà vua đặng chắc đầu cậu trai trẻ này. Thật quá đáng. Qua đây. Thầm. Trời ơi, mà giống quá. Giỡn chơi chút xíu. Thế này à. Sao? Ông quan tể tướng ông ác quá. Ông đưa cái bức mật thư này, ông giết ông nói cái cậu trai trẻ này là tạo phản với nhà vua. Đặng nhà vua nhận bức thư này là giết cậu trai này luôn. Trời đất ơi, sao ông ác dữ vậy? Bởi vậy. Trời ơi, bây giờ phải làm sao để cứu cái cậu này chứ, bây giờ để vậy làm sao được? Đọc lại lần nữa kỹ coi. Ừ, đọc lại kỹ đi. Sao ông, có cách chưa? Trời ơi, cách nào thì nói đại đi, mà cứ đứng nó cười hoài vậy trời. Có rồi. Có chưa?
Thôi đi, có cách không có cách gì thì phải cho người ta biết, cái ngồi nó cười hoài à. Tôi cười thiệt chứ bộ. Cười thiệt là sao? Bà không nhớ sao, lúc còn trẻ tôi là bút pháp như là rồng bay phượng múa. Đúng. Ở trong lớp học tôi là số 1. Nhờ chỗ đó thầy thương tôi quá nên thầy đã đuổi tôi. Ủa sao ông bị đuổi vậy? Là vì tôi thường giả bút pháp của thầy đặng trốn học nên tôi bị đuổi. Trời ơi. Nói vậy cho vui thôi. Tôi chỉ cần điểm vào đây hai nét thôi là cuộc đời chàng trai này sẽ hoàn toàn thay đổi. Thiệt hả? Chứ sao? Cụ tôi đây. Xong. Dạ muôn tâu hoàng thượng, ngoài kia có một thanh niên muốn xin được ý kiến hoàng thượng, nói là có một bức thư mật của tể tướng muốn giao tận tay cho hoàng thượng ạ. À, tể tướng đi kinh lý đã lâu chưa thấy về, nay lại cho người đem thư mật, chắc là có điều hệ trọng. Được, cho người ấy vào. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ quên rồi sao? Trước khi đi, tể tướng có hứa với ngài là sẽ đi tìm người tài trong thiên hạ về cho triều đình. Chắc là đây rồi. Ừ, tể tướng có nói mà ta quên. Nhân tài ngày nay thật là khó kiếm, phải đích thân tể tướng lặn lội đường xa thế này, ta thật là ai nấy. Đây rồi, có thế chứ. Đây là người mà tể tướng tiến cử vào ngôi vị phò mã đây sao? Trông thật khôi ngô sáng sủa quá phải không bệ hạ? Ta rất tin tưởng vào sự tiến cử của tể tướng. Ta sẽ chọn ngươi làm phò mã, gả công chúa cho ngươi. Dạ. Dạ, dạ đa tạ. Đa tạ hoàng thượng. Chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ, mở hội mừng trong cả nước. Chiếc nói vậy mà bệ hạ thấy có đẹp lòng không? Được, được, ta trưởng tấu. Biết gì chưa, cả nước mình được miễn thuế 3 năm á. Nhưng ngày đám cưới của công chúa đó, mừng quá, cầu xin cho nhà vua này được sống lâu trăm tuổi đó. Đúng rồi, mà tôi nghe nói hả, đâu là nhờ phò mã cầu xin mới được như vậy đó. Mã này nghe nói xuất thân từ dân lao động nghèo nên mới thông cảm cho dân tụi mình. Trời ơi, mình cũng may mắn quá. À, tôi nghe nói đâu có thằng Song ý quên mà cái cậu Song nè, con có ông Tư á, làm trai kế bên á. Nó phò mã nào vậy? Nó chuyện quan đường gì vậy hả? Cái ông này, ông bị cái gì vậy? Bố cá trong toàn dân mà ông cũng không biết nữa sao? Ôi, tôi cãi ông đi, cái ông ở trên đường mới xuống, ông không biết thôi nha. Cái phò mã Song nè, ai cũng tung hô đều biết hết trơn à bà. Thôi, đi đi ba. Nè nè, đứng lại coi. Đứng lại coi. Phò mã Song nào hả? Ơi, trời hại ta rồi mà. Làm tốt lắm. Tể tướng thật hiểu ý ta và hoàng hậu. Ta sẽ ban thưởng công lao cho tể tướng. Dạ muôn tôn, bệ hạ nói gì thật không hiểu à. Ta đã chọn được phò mã ưng ý cho con gái của mình. Thật lòng ta rất cảm ơn tể tướng đã tiến cử. Tiến cử? Tiến cử? Sao tể tướng có vẻ ngạc nhiên vậy? Chứ không phải tể tướng cho người mang mật thư giao cho ta, tể tướng đã ghi rõ như vậy sao? Đây. Thank you.
cho truyền phò mã. Thần xin ý kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Xin đa tạ tể tướng. Ta thấy phò mã đây có khí chất hơn người, ta sẽ ra chức dạy dỗ truyền bảo cho phò mã, hy vọng sau này sẽ thay ta giữ gìn xã tắc. Tể tướng, người đã có công tiến cử phò mã thì phải hết sức trung thành và bảo vệ phò mã. Thần xin tuân lệnh. Chứng kiến cảnh chàng trai mà mình ra sức hãm hại không thành lại được nhà vua trọng dụng, tể tướng đành nuốt căm giận vào lòng, dự tính bài mưu độc khác. Ông bảo rằng ngày rằm tháng sau phò mã thiên triều sẽ ra đời tại quân Hải Sa. Đúng vậy. Dạ, con mời quan dùng nước. Dạ, mời quan dùng nước ạ. Người này sẽ là khắc tinh của ngài đó. Cho truyền phò mã. Xin đa tạ tể tướng. Ai dè trời cao có mắt, vừa quay bước ra khỏi nội cung, hắn ta bất ngờ bị té chết tươi. Âu cũng là cái giá phải trả. Về phần chàng trai hiền lành tốt xấu, sau khi trở thành phò mã nhờ sáng dạ và có thiện tâm, ngày càng được vua cha tin yêu quý trọng. Chàng tìm về quê cũ báo ân cha nuôi và cha mẹ ruột. Về sau, chàng được nhà vua truyền cho ngôi báo, trở thành một vị minh quân hết lòng vì dân vì nước. Hoàn cảnh của tôi là vậy đó. Qua vợ 8 năm nay rồi mà chưa muốn đi thêm bước nữa. Cha con tôi cứ thu thủy làm ăn sống với nhau. Gặp được em đây chắc là do duyên số. Ông anh giỏi thiệt đó. Nhìn cơ ngơi của ông anh vậy, ai lại nghĩ là ông anh lại thiếu bóng dáng bàn tay của người phụ nữ chăm sóc chứ. Thiệt ra là do tôi thương con mình. Em cũng biết rồi đó, mẹ ghẻ con chồng, xưa nay người ta điều lời ra tiếng vào khổ lắm. Ai sao em không biết, nhưng với em á là tuyệt đối không có chuyện đó. Con chồng á cũng như con mình, con nó đã thiếu tình thương của người mẹ thì mình cần phải yêu thương con nhiều hơn để bù đắp cho nó. Anh không tin em sao? Anh đưa em về nhà đây là ta tin tưởng em rồi. À, thằng Hiếu con anh nó về kìa. Dạ, thì cha con mới về. Dạ, em chào chị. Cái gì mà chị? Con chào dì đi con. Dì hả cha? Cha, con có dì hồi nào vậy? Dì là dì ba đó con. Cha đã quyết định cưới cô Xuyến về làm vợ. Từ nay con sẽ có dì. Dì là kế mẫu thì cũng như là mẹ ruột của con vậy. Từ nay mẹ Xuyến sẽ chăm sóc cho cha con mình đó con. Dạ thưa cha, con bất ngờ quá nên con... Dì biết, nhưng mà dì nghĩ là từ từ con sẽ quen thôi. Tội nghiệp con trai, 8 năm rồi không có tình thương của người mẹ, chắc là con thiệt thòi lắm đúng không? Nhưng mà con yên tâm đi, từ đây mẹ sẽ chăm sóc lo lắng cho con. Từ nay gia đình mình sẽ ấm cúng vui vẻ hơn, phải vậy không con? Dạ. Nghĩ sao mà đi liền tù tì một hơi 3 tháng vậy? Anh có biết là mẹ con em trông chờ anh từng ngày từng giờ không? Anh biết. Chuyến đi liền đường dài lần này nhất định sẽ có lãi to. Chuyện đó anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Em đừng buồn nghe. Em nói thì em nói vậy thôi, chứ em biết đàn ông là phải ra ngoài bươn chải,
Còn phụ nữ như em phải an phận thủ thường, thờ chồng chăm con. Cho nên anh cứ yên tâm mà lên đường đi. Mọi chuyện đã có em quán xuyến rồi. Em nói phải. Nhưng mà chuyến đi lần này anh như có linh cảm là có điều gì không hay đó em à. Anh lại khéo lo nữa rồi. Mọi chuyện trong nhà thì có ông Năm phụ em. Còn Hiếu con nó lớn rồi, mà con nó lại ngoan nữa. Em chỉ cần nhắc nhở con học hành đàng hoàng là được rồi. Anh yên tâm lên đường nghe. Em nói phải. Thôi thì anh phó thác việc nhà cửa và con cái cho em. Anh đi nghe. Đi cẩn thận nghe anh. Anh cứ yên tâm mà lên đường nhé. Chắc chắn em sẽ lo cho con trai anh trước. Mày đóng chuồng bò hả gì? Nuôi bò giết thịt lợi lắm đó con. Dì ơi, giết thịt tội nó lắm. Hay là mình để nó kéo cổ đi dì? Nhưng mà dì cột bò đâu? Sao sáng giờ con không thấy? Con yên tâm đi, cứ đóng chuồng đi. Khi nào đóng xong rồi ắt sẽ có bò. Dì nói ngộ ghê ha. Khi nào đóng chuồng xong ắt sẽ có bò. Ủa, không lẽ là bò nó từ dưới đất nó chung lên sao vậy? Câu này nghe có lý nhỉ. Rồi từ từ con sẽ thấy. Xong chưa con? Dạ xong rồi gì? Khát nước không? Dạ khát. Nè, con uống nước đi rồi làm tiếp. Dạ con cảm ơn gì. Uống nữa không nè? Dạ, dì cho con chén nữa. Dì ơi, sao con thấy ngứa quá vậy? Ngứa hả con? Dạ. Con yên tâm đi, một lát nữa là hết ngứa à. Dì ơi, con. Sao hả con? Làm bò đâu có tệ. Ngoài này mát mẻ nè. Hay là để kêu ông Năm đem một ít cỏ vô đây cho con nhai đỡ buồn nghe. Ngoan đi, đừng có la rống lên nhiều quá, ồn ào á, bà gông cổ lại đó. Cha đang lo nghĩ chuyện gì hả cha? Không có chuyện gì đâu con. Có mà. Mấy tháng nay con thấy cha như người mất hồn vậy á. Nó nhìn đâu đâu không mà. Hỏi gì thì cũng không nhớ. Mà đặc biệt á, người cha mấy ngày hôm nay có lau ra không à?
Con gái, chuyện người lớn nói làm cho con thấy bàng hoàng lo lắng thêm thôi, chứ không có giúp ích gì được hết. Sao cha lại nói như vậy? Con lớn rồi mà, nhà có hai cha con à. Nhìn cha tiều tụy như vậy á, con xót lắm. Con à, đúng là trên đời này không ai hiểu cha hơn con. Thôi, để cha kể cho con nghe một chuyện. Trời đất ơi, chuyện này là sự thật sao cha? Hai ngày lâu nay á, con gặp cậu Hiếu, con có tưởng là cậu Hiếu theo ông Bách đi làm ăn xa lắm. Tội nghiệp cậu quá à. Đó là sự thật, chính mắt cha thấy đó. Trời đất ơi, thì ra kế mẫu của cậu Hiếu á, là loài yêu quái. Ghê sợ quá, bây giờ mình phải làm sao hả cha? Cha nghĩ chưa ra con ơi. Mình như con sâu cái kiến, lỡ mà hé lộ ra đó, con mù đâu mà biến mình thành con chó con mèo thì khổ lắm. Nhưng mà không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn cậu Hiếu đại đọa vậy cha ơi. Đó đó là điều mà cha đau xót khổm rài, mà cha nghi lắm. Con mụ này không có để yên cho con bò đâu. À mà không, không có để yên cho cậu Hiếu đâu. Chết rồi. Thôi đúng rồi, cha hiểu rồi. Đồ yêu tinh rắn độc, muốn mượn tay cha giết con đây mà. Là sao cha? Con sợ quá à. Con hãy vét hết ngực lên đi mua một con bò khác cho cha. Chúng ta đánh cháu cậu Hiếu đem về nuôi, rồi mình tính sao. Cha e là mụ này muốn hạ sát con bò. À mà không, hạ sát cậu Hiếu đó. Dạ, con hiểu rồi, con sẽ đi ngay. Đi đi con, nhanh lên. Trời ơi, vất vả cho mình quá à. Đi gì á mà lâu quá trời luôn à. Anh cũng nhớ nhà lắm chứ em. Nhờ trời mà chuyến hàng này anh được lãi to, gần 100 lạng vàng. Thiệt hả Minh? Ừ. Ừ. Vậy mình có mua quà cho em không? Có, đây nè. Đây, quà của em đây. Anh mua tặng Minh Sim lần đó. Trời ơi, đẹp quá vậy nè. Đẹp không? Em thích lắm. Cảm ơn mình rồi, nha. Em thích là được rồi. Anh vui rồi. Anh có mua quà cho thằng Hiếu nữa. Ủa mà thằng Hiếu đâu rồi hả em? Sao thấy cha nó về mà nó không ra mừng gì cả. Hiếu ơi, Hiếu à, Hiếu. Ôi, mình đừng có nhắc tới con nữa. Ủa sao vậy em? Có chuyện gì hả? Ai đời thở đâu á, không biết con anh đi nghe lời ai xúi dạy, rồi cái nó về đây nè, nó nói em, nó chửi em, nó nói rằng là em giành hết của cải của anh, rồi nó bắt em phải đưa tài sản của anh cho nó. Mà anh cũng biết rồi đó, em đời thở nào có giữ cái gì của anh đâu. Cái thằng này bữa nay sao nó trở trứng như vậy nữa. Rồi sao nữa hả em? Thì đương nhiên em nói là không có chứ sao. Mà nó đâu có tin em đâu, nó chửi em, rồi nó còn đòi đánh em nữa. Trời ơi, thật là quá đáng mà. Hiếu đâu rồi? Ra tao biểu coi. Bữa nay tao mà không dạy được mày á, thì mày đừng có kêu tao bằng cha nữa. Thôi, đừng buồn nữa em. Em á, em cũng nói với con vậy đó. Em nói là thôi cứ từ từ đi, chờ ba con về á, rồi ba con nói chuyện với con. Nhưng mà nó đâu có tin em, nó đâu có chịu nghe em đâu. Xong rồi tự dưng cái nó bỏ đi đâu mất tiêu luôn à. Bỏ đi? Đi rồi mà đi đâu? Em có biết nó đi đâu đâu.
Nhưng mà em nghĩ chắc là con sợ anh, cho nên là con muốn tránh mặt anh ít hôn. Rồi con nó đi rồi nó về liền à. Thiệt đó, còn với cái mà. Thôi mà mình đừng có tức giận nữa. Con nó còn nhỏ, nó không có hiểu chuyện mà. Ngày kia là giỗ lần thứ 9 của má thằng Hiếu. Không biết nó có nhớ mà về không nữa. Anh đừng có lo, rồi con nó sẽ về xin lỗi mình thôi mà. Thiệt tình anh cũng không hiểu nổi. Thằng Hiếu hồi nào tới giờ nó ngoan lắm, nó rất thương anh. Hai cha con rất hợp ý với nhau. Em nhớ ngày giỗ mà, em đã sắp xếp công việc đâu ra đó hết rồi. Em tính làm mấy con heo? Lần này mình làm bò đi anh. Làm bò? Ừ, vừa ngon lại tiện nữa. Bò thì phải qua làng bên Bắc, lít kích lắm. Đâu có đâu, em nuôi hổm vợ, anh không thấy hả? Anh không chú ý có cái chuồng bò ở đằng sau sân nhà sau của mình hả? Ủa, tiếng bò nhà mình đó em? Ừ. Sao nghe lạ quá vậy? Lạ là sao anh? Tiếng kêu của con bò này sao mà nghe oan ức quá, như là nó biết trước là nó sắp bị mổ thịt hay gì đó. Anh khéo tưởng tượng quá ha. Thôi ngủ đi anh, ngày mai á em kêu ông Năm làm bò nghe. Ngủ đi. Gì mà gấp dữ vậy bà? Ông Năm ơi, ông Năm. Dạ. Có tôi. Đội trong sáng nay ông phải xẻ thịt con bò này cho tôi. Có việc gì cả hả? Bận cũng phải gác lại hết, nghe chưa? Đem cái búa tạ ra. Dạ. Đập cái đầu nó đi. Dạ. Tôi. Tôi cái gì? Tôi bị. Ông bị cái gì? Tôi. Hả? Tôi bị. Mắc cái gì cũng bỏ hết cho tôi. Lấy cái búa tạ ra đập cái đầu nó đi. Tôi nói là Nè, ông sao vậy? Sao mắt ông giật giật như là bị trúng phong vậy? Dạ, tôi chắc bị phong. Bà chủ, bà cho tôi chạy đi hút thuốc rồi. Rồi tôi về liền thôi bà chủ. Có phải bị trúng phong không đó? Dạ. Thôi được rồi, để cho ổng đi hút thuốc thì ổng về chứ gì. Có gì đâu mà gấp gáp vậy. Đi bà. Nè, làm cái gì cũng phải nhanh lên nha. Nội dung tháng này phải viết nó cho tôi nha. Không á là tôi đuổi đầu ông đi luôn á. Đi gì à? Rồi. Chào qua đây, nhanh lên nha. Cậu chủ à, tôi biết là cậu bị con đàn bà yêu tinh mà. Như vậy. Tôi thân con với cô, nhưng tôi quyết tìm cao nhân để trị nó, để trả lại đất. Cậu đừng lo nha. Đào à, con dẫn cậu chủ về nhà mình liền đi. Nhanh lên con. Dạ. Cậu thân Hiếu về á. Thôi, anh Hiếu nè, em có nhận ra em không? Em Đào nè. Về nhà đi rồi mình tâm sự sao con?
Ông chủ, xin ông hãy tin tôi. Những gì mà tôi vừa kể với ông đó là sự thật. Chính mắt tôi chứng kiến đó ông chủ. Ông biểu tôi tin vào câu chuyện quan đường đó hả? Bò là bò, người là người chứ. Vợ tôi hiền lành như vậy mà ông dám đặt điều ác đức. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Ông chủ, mấy mươi năm tôi ở với ông, tôi không có xin từ túi gì hết á. Tôi chỉ mong ông kiếm người cứu cậu chủ ngay đi. Ý ông nói á, con bò bị mổ hồi sáng á là cậu hiếu hả? Vậy thì còn cứu chữa gì nữa? Cứu dạ gì? Không, tôi đã kịp tráo bò rồi. Tôi đưa cậu chủ về nhà tôi an toàn rồi. Ông Năm, tôi biết ông trung thành, nhưng trong chuyện này á, tôi thấy đầu óc ông á như là loạn trí hay gì đó. Thôi, ông về nhà nghỉ thơm rồi qua làm tiếp. Ông đừng có lại nhảy bò trước mặt tôi nữa. Ông chủ, ông chủ. Cô Hiếu nè, mấy hôm nay cậu đi học ngay qua đây làm nhớ Hiếu lắm. Tụi bạn hay giúp đào, mọi khi thì có cậu hay binh vực đào. Bây giờ không có cậu á, chả biết nhờ ai đây. Ngoan á, đừng có la lối to lên nha. Ông một phù thủy á, nó mà nghe được là mệt đó. Cậu nghe đào nói đúng không? Cậu hiểu hết đúng không? Nay mai á, cậu sẽ trở lại người bình thường thôi mà. Ông trời có mắt lắm á. Cậu chủ, đừng lo. Cha đã thuyết phục được ông chủ chưa hả cha? Ông chủ có tin là cậu ấy bị hại không hả cha? Chắc cha phải lên đường để tìm thầy Pháp về để trị con hổ yêu tinh này, để cứu cậu chủ. Không còn cách nào khác nào con ơi. Cha, liệu có ai làm được không hả cha? Có chứ con, đã có tà ma thì phải có tiên thắng để trị chúng chứ. Cha sẽ lên đường ngay, bằng mọi giá con phải bảo vệ cậu chủ nha. Dạ, thôi cha đi đi, con sẽ cố gắng hết sức. Ừ, đã đi. Dạ. Cậu Hiếu nè, cậu phải cố gắng lên nghe. Cậu Hiếu à, cha tôi đã đi tìm cao nhân để trị tội với mụ yêu tinh đó đó, để mà cứu cậu thoát khỏi lời nguyền ác độc. Tôi tin á là cha tôi sẽ quay về sớm thôi. Cậu đừng có nản nha cậu. Dạ thưa thầy, có phải này thầy là pháp sư không à? Đúng vậy. Nhưng mà ta nhìn nhà ngươi, ta thấy người làm như là nhà ngươi có quẩn khúc gì phải không? Dạ, dạ, nhờ thầy ra tay mà cứu người. Ta đang trên đường hành đạo rất là cấp bách. Có một con rắn tu luyện thành tinh đang lãng vãng đâu đây nè. Nhưng mà nhà ngươi nói thầy coi, nhà ngươi có nỗi oan ức gì? Nguy rồi! Chính là con xà tinh đó nó ra tay. Nhà ngươi mau đưa ta đến chỗ cái chàng trai que bò đó, kẻo không kịp.
đẻ lên. Vô đây. Mấy người làm gì vậy? Giết con bò này cho tao. Bà ơi, bà con xin bà mà đừng có giết cậu Hiếu mà. Giang ra. Bà ơi, con xin bà. Giết đi. Mình à, tha cho con bò này đi mình. Ông có đứng yên cho tôi. Bà ơi, bà con xin bà mà đừng có giết cậu mà. Tao nói mày giang ra. Bắt con chân cho gì nữa. Giết con bò cho tao. Dừng lại. Ông Năm, ông làm gì ở đây? Cha, bà ta định giết cậu Hiếu quá cha. Đây là pháp sư yêu tinh. Yêu tinh gì ở đây? Mấy người đi chỗ khác chơi đi. Giết nó cho tao. Con yêu tinh đáng độc kia, mi có chạy đằng trời cũng không thoát ra. Mau giải lời nguyền cho chàng trai này ngay. Yêu tinh gì ở đây? Bà lắp bà sạp. Giết nó. Mau hiện hình. Hiếu ơi, cha đã hại con rồi. Trời ơi là trời, không lẽ suốt đời con tôi phải sống trong cái lốc bò này vậy hay sao nè? Con ơi là con. Ông chủ, ông phải bình tĩnh. Pháp sư này cao tay ấn, trị được rắn độc, nhưng mà không giải được lời nguyền. Mà mình còn cách mà ông chủ. Có cách gì? Ông nói tôi nghe coi. Dù có lên non hay xuống vực sâu mà tìm được thần tiên cứu giúp, tôi cũng đi ngay. Con ơi là con ơi. Dạ thưa ông, con là phận nữ nhi, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà vì cậu Hiếu á, con sẽ không ngại đâu. Có điều gì con cứ nói đi, đừng có ngại. Dạ thưa ông, con nghe vị pháp sư nói á, là muốn giải lời nguyền người hóa thú thì phải có tình yêu thương chân thật mới may ra thưa ông. Là sao hả con? Dạ thưa ông, con cũng xin thưa thật, trước đây con cũng đem lòng thương yêu cậu chủ. Này, thấy hoàn cảnh của cậu như vậy, con càng thương hơn. Nếu như mà ông tin con, ông thương con á, con xin ông tán hợp lương duyên cho hai đứa con. Hả? Con đâu có bàn trước cái chuyện này với cha. Đành rằng á, con bò là cậu Hiếu, nhưng mà người đời ta nghĩ sao khi con đòi lấy con bò? Ta rất thương con Đào à, nhưng ta không thể đồng ý. Vì như vậy sẽ thiệt thòi cho con lắm. Đời người con gái chỉ có một lần như nguy. Hay là ông chê con không đáng làm dâu của ông? Không, không phải như vậy đâu. Con đừng có nói như vậy. Giờ đây ta chỉ mong ước thằng Hiếu trở lại hình hài như xưa, rồi ta sẽ tác hợp cho hai con. Dạ, vậy là được rồi. Cha, con xin cha hãy chọn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho tụi con đi cha. Anh Hiếu à, anh có thương em không? Anh có đồng ý lấy em làm vợ của anh không? Trở thành người rồi cha. Con, trời ơi, đúng là trời cao có mắt, mình ở hiền sẽ gặp lành. Thật là kỳ diệu, đúng là tình yêu chân thật đã mang lại phép màu. Cha, cha cảm ơn hai con nghe. Em Đào, anh cảm ơn em, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thưa hai cha, chúng
con nguyện chung sống với nhau suốt đời. Lời ơi! Lời! Lời à! Lời! Trời ơi! Mặt trời rọi cái mặt của mày rồi! Mà sao mày không thức vậy? Mày dời với chỗ khác mày nằm đi! Ngủ đâu mà ngủ! Nóng gần chết đi nè. Trời ơi, mày nói mày không ngủ mà hai con mắt mày nhắm nghiền à? Tao làm biến mở. Trời ơi, tao cái mở con mắt ra tôi nó cũng làm biến nữa, không biết làm sao mà nói đi nữa nè. Bây giờ làm sao đây hả? Rồi mày chỉ có cái mày chỉ có xích cái mình mày qua một bên một chút xíu đi, rồi là mày ngủ được rồi, vô mát ngủ được rồi. Mày để vậy rồi mày ngủ mà sao mày làm biến quá trời đất vậy? Vậy á, mang nhít giùm con đi. Mang nhít người con vô chỗ mát mát giùm con đi. Tự tống thương mày rồi. Chết chứ tao rồi. Thì mày khổ quá đi. Con với cái. Chết qua con. Trời ơi nặng quá. Con phụ má con nhít 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 chút xíu nữa con. Nhít qua. Nhít qua. Trời ơi. Nó vậy đó ha. Trời ơi. Chết chứ nó hà. Má. Người có chút xíu à. Mày được cái yếu xìu. Yếu xìu, yếu xìu, trời ơi, nó là tao quýnh mày, tao quýnh mày cái chết. Tao quýnh, tao quýnh. Lời à. Lời. Trời ơi, con sao vậy Lời? Lời ơi, mày có sao không Lời? Có bị gì đâu, làm gì mày la làng, la sớm anh vậy trời. Con không có sao hết hả? Trời ơi, mày làm tớ thường cái chí à. Không có sao, tại sao tao đánh mày gì mà mày không có la? Mày có đau không? Là con người chứ không phải trâu bò đâu mà không biết đau. Đau thì mày phải la chứ. Làm biến la. Trời ơi là trời. Có đứa con khi mà nó lười biến qua chịu không có nổi luôn. Ha. Dạ. Ha. Đó. Cái dĩa khoai để từ summer tới giờ tôi tưởng nó ăn rồi, ai về nó cũng còn để đây. Con à, con có đói không? Đói. Đói thì tại sao mày không ăn? Làm biến lấy. Trời ơi, chỉ xích qua xích lại là lấy cái dĩa khoai ăn được rồi mà cũng không chịu lấy nữa thì khổ gì đâu á mà. Giờ con ăn không? Má lột khoai cho con ăn nha. Mẹ hả họng ra. Mẹ ăn đi. Mày sao mày không nhai? Nó cái nhai thôi mà nó cũng không chịu nhai nữa. Không lẽ tao nhai giùm mày? Má lột, má nhai. Rồi má đút con giống như hồi nhỏ đi. Tôi không biết trước tôi làm cái gì nên tội. Mà giờ tôi đẻ ra một cái thằng con nó làm biến cái gì ở đâu á. Ăn nó cũng không ăn. Thức nó cũng không thức. Mà nó cứ ngủ triền miên. Mày ngủ đi, mày ngủ riết cho một con mắt mày luôn đi. Giờ ăn á, con mắt tôi lột, tôi đút cho nó ăn nữa không còn gì để ăn nữa.
Má ơi, con đói quá má ơi. Má nói mình là má đi làm mướn rồi, mấy ngày nữa má mới về. Ơi đói quá, má ngủ tiếp đi. Lâu dữ vậy trời ơi. Ơi má ơi, con đói bụng quá, con đói bụng quá má ơi, con muốn ăn má ơi. Má Lời à, má đi qua làng bên nó làm mướn, nếu con có đói thì ra bờ sông mà bắt cá về nướng ăn. Cá ngoài đó nhiều lắm. Ơi, giờ muốn ăn phải giá cái thân ra ngoài sông câu cá hả trời. Ơi trời ơi. Ơi. Ước gì mình không bị đói bụng, mình cứ ngủ hoài, mình không có đói bụng, khỏi đâu mà câu cá. Giờ phải đi câu cá. Ai trời ơi. Cá cắn câu rồi, cá cắn câu rồi. Vậy mà nói không có mồi làm sao mà cá cắn câu. Cá cắn câu rồi, vậy là có đồ ăn rồi. Trời đất ơi, cái gì mà cá có chút xíu vậy trời? Sao mày rảnh vậy? Mày nhỏ xíu mày cũng bày đặt cắn câu để làm cái gì? Mất công tao phải giật cần nữa. Cá này mà ăn uống gì trời, nguyên con sông bự và cá có chút xíu à. Thiệt, tao phơi mày thành con cá khô luôn. Cái tội là dám cắn câu. Mày nha, làm mất giấc ngủ của tao nha. Tao phơi mày khù queo luôn. Ê, con quả kia, tao chỉ có một con cá, mày cũng cướp con cá của tao hả? Trả đây con quả kia, con quả kia, trả đây con quả kia.
Xin cung quyền thất tổ, 12 bà mụ về phù hộ với cháu ngoại của con được mạnh khỏe, ăn ngoan, mau lớn. Nam mô Di Đà Phật. Thôi, không có lại lục gì chân trời. Trời ơi, cái chuyện mức độ nó như vậy làm điếm nhục gia không vậy mà còn lại cũng thất tổ gì. Ông à, ông làm gì thấy ghê vậy? Làm gì có mắt ông trừng trừng, ông nhìn tôi thấy ghê quá à. Sao chân chân? Dạy con kiểu gì, chính tôi cũng an ủi tôi nói nó rồi. Bây giờ nè, con nói thiệt với cha đi, cha thằng bé là thằng nào? Cha tha thứ cho con, rồi kêu cha nó lợi nhận thằng bé đi. Rồi cha cho sum họp một nhà vợ chồng con cái. Bà tức không? Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông. Ông ơi, ông uống miếng trà cho hạ quả đi, ông. Uống đi. Rồi cái gì à? Bà bóng muối gì ở trong mạng có gì không? Tại ông giận nó vậy thôi chứ. Không hiểu. Bà nói đi, bà nói đi, bà nói đi. Thôi cái gì cũng từ từ ông à. Để tôi kêu con nó ra rồi tôi khuyên can nó nghe ông. Bà khỏi khuyên can. Tôi nói với nó nhiều lần rồi. Hết ngày này qua ngày nọ. Hỏi chồng nó là ai? Không biết thằng nào. Không biết thằng nào thì thằng nào là chồng nó là thằng nào. Tôi chỉ biết quan trọng bây giờ kiếm thằng chồng nó thôi. Mà là con gái mà có con mà có chú quan cái gì. Trời ơi cái mặt này tôi nào tôi gặp như người ta tôi thiệt mà tôi dục lắm rồi thiệt bà. Nó làm như vậy là nó bôi cho chết cháu vô mặt rồi biết không? Mà cái thằng cháu ngoại của mình đó nghe không? Nhìn nó dễ thương hết sức vậy đó. Mà nó lại thông minh nha. Nó lanh lợi. Rồi nó khôn hơn những đứa trẻ khác nữa chứ. Bởi vậy tôi thương thằng cháu ngoại đó. Nên tôi mới nhẫn nhục tôi kêu nó tìm chồng bây giờ để cho nó. Chứ mà tôi không thương cháu ngoại tôi giết nó lâu rồi. Thôi được rồi. Để tôi kêu con gái mình ra. Nữ ơi, Nữ à. Dạ. Ra đây cho mẹ biểu coi con. Biểu con. Con ngồi xuống đó đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ. Con à. Con có biết là cha mẹ mang tủi nhục với bà con họ hàng. Hàng xóm láng giềng. Biết bao nhiêu con có biết không con? Ai đời, cha mẹ có một đứa con gái duy nhất mà con lại có chữa quán như vậy, nhục nhã biết bao nhiêu hả con? Con biết. Con biết là cha mẹ chịu nhiều tiểu nhục như con. Ơn cha mẹ đã tha thứ cho cô mang hai mẹ con của con. Bây giờ cha mẹ cũng bỏ qua cho con hết. Nhưng mà con phải nói ra cha của con là ai? Cha mẹ đã hỏi con nhiều lần rồi. Con cũng xin thú thật. Con không biết mặt của cha của con trai con là ai mà. Thôi, giờ thấy chưa mà thấy ông chưa? Ơi. Không lẽ con của mày ở trên trời nó rớt xuống? Bây giờ hỏi lần cuối cùng. Cha thằng nhỏ là thằng nào? Nói đi con. Con không có biết mà. Trời. Con, ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông ơi, từ từ đi ông. Từ từ đi ông ơi. Ông Quảng đâu? Ông Quảng. Dạ. Dạ, ông chủ gọi con. Ông không dạ. Báo hết cả cái làng này đầu cho xuống dưới, cho luôn cái huyện cái bên luôn. Dạ. Ai? Là cha của đứa bé qua này nhận. Tôi sẽ thưởng vàng, bạc, châu báu và ruộng vườn. Đúng không? Thì thông báo hết cả làng này làng qua cho tôi. Dạ. Đi. Dạ, dạ, con làm liền ạ. Ông Quảng, cho vào đi. Tất cả các chàng trai nghe đây. Hãy lần lượt từng người một bước vào đây. Để cô chủ nhận làm cha. Lẹ lên, mời người đầu tiên. Dạ, thưa ông. Dạ, thưa bà. Dạ, thưa cô. Nếu như đứa bé này là con của tôi thì tôi sẽ được. Hỏi luôn, nó tự giác nó biết rồi. Ba cũng cần cái làm bánh mát.
ba bữa nay là cả bao nhiêu trai làng mấy trăm người lại đây, không có ai mà đứa bé nó chịu nhận làm cha hết. Giờ là cha của đứa bé là thằng nào? Dạ. Bây giờ ở trong này còn cái làng này còn ai nữa không? Dạ dạ. Dạ hình như là còn một thằng hả ông chủ? Thằng đó thằng nào? Dạ thằng đó thằng lười. Tại sao phải kêu nó là thằng lười? Trời ơi nó làm biến lắm ông chủ ơi, nó làm biến nhớt hay luôn. Nó nói là suốt một ngày nó ngủ không, không có làm gì hết. Nó đây ăn phải đút vô miệng nó luôn đó ông chủ. Dạ không còn ngày nào nữa hết. Dạ hết, chỉ còn một mình duy nhất là nó thôi. Dạ. Thôi kêu nó lại đi. Dạ để con cho người đi khiêng nó lại. Cái gì? Phải khiêng ra. Dạ phải khiêng chứ bây giờ nó không chịu đi. Trời ơi đi mà nó cũng thèm đi, phải khiêng lại. Dạ để nó trên giường là khiêng đi luôn. Làm biến thằng thật sáng luôn. Dạ. Mà cho người lên khiêng lại đi. Dạ dạ dạ. Người đâu? Khiêng nó vô đi. Cái cốt này chắc nó đổ thiên tôi hay là gì đó, tôi ngồi mà nó nằm. Cái thằng này không thể nào là cha của đứa bé được. Trời ơi nó lười biếng như vậy thì sau này mà nó nuôi vợ con được cái gì, mà làm chồng cái gì? Lời. Lời. Kêu nó thức dậy coi. Lời ngồi dậy. Ông bà chủ nói chuyện với mày kìa. Cái gì mà mọi người lại bưng tôi đến đây vậy? Mày là biếng quá, mày không chịu đi là phải khiêng mày đi chứ sao? Nhưng mà tôi đến đây để làm gì? Mày hãy nhận coi, phải là con của mày không kìa? Phải ba con không? Đây là cha. Ủa? Cha của con. Đừng lùi là cha. Đừng đây. Đừng lùi là cha. Đừng cha tôi. Nhưng mà tôi chưa có vợ, sao có con được? Không có vợ. Cha hả? Hả? Cha là cha của con hả? Hả? Sao ông chú? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nói rồi. Ông ơi. Trời ơi, cháu nó. Giờ sao? Có thằng chồng tăng ở trong nhục nhã quá. Đi vô. Quên nữa. Hai mẹ con nè, cuốn đồ đi theo nó luôn. Đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Đi. Trời ơi, ông ơi. Ông ơi. Ông chủ. Bà đứng làm gì nữa? Vô. Trời. Đây là vợ tôi. Còn đây là con trai tôi hả? Bất đắc dĩ, lười đành phải nhận vợ và con trai rồi đem về sống chung một nhà. Có vợ con rồi nhưng lười vẫn chứng nào tật nấy. Suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ và không chịu làm bất cứ việc gì. Con nghe mẹ dặn nè, con ngồi đây chơi với cha, con không được nhảy xuống dưới đất. Rồi té con không, té rất là đau, con nghe không? Rồi, mình à, mình ở nhà chăm con nha mình. Em ra ngoài phát cỏ để mà trồng rau. Mình à, đừng để cho con té nha mình. Ờ, biết rồi. Mình à, nhớ nha mình, em đi nha mình. Ờ, biết rồi. Mình cứ đi đâu đi đi, giao con ở đây. Con ngoan nha con. Dạ. Nãy giờ con đi cha. Con chơi một mình đi. Chơi một mình vui hơn. Để cha ngủ. Cha dạy chơi con, chơi một mình buồn lắm. Trời ơi, chơi một mình vui với buồn gì? Ngồi chơi đi, đừng làm phiền cha ngủ mà. Nghe con trai, nha. Dạ. Ừ. Đâu vậy? Con chơi. Trời ơi, con có biết là con leo xuống dưới, con té, con u đầu. Chơi cái gì mà chơi? Ngồi trên đây chơi đi, nha. Con muốn ra ngoài chơi. Mình ơi mình. Mình ơi mình ơi. Dậy đi mình ơi. Mình. Mình ơi. Chết rồi mình ơi. Dậy đi mình ơi. Chết rồi. Chết. Chúng ta sắp chết đói rồi mình ơi. Chúng ta sắp chết đói rồi. Sao chết đói? Em có cục vàng làm ra cơm gạo, lúc nào cũng bỏ trong mình đây nè. Hồi nãy ra ngoài phát quang, làm sao làm em không biết đâu đó, cục vàng lúc nào không hay nữa. Bây giờ em không biết tìm cục vàng nào ở đâu nè anh ơi. Không có cục vàng làm ra cơm gạo á thì gia đình mình sẽ chết đói hết đó mình ơi. Hả? Nói vậy là mất cục vàng rồi hả? Rớt cục vàng rồi. Nếu mà mất cục vàng á, có nghĩa là
cả gia đình mình chết đói hả? Rồi con chúng ta nó ai nuôi đây? Rồi mình ở đây, rồi con trai mình đâu? Con trai em gửi với bên ngoại rồi, giờ làm sao để ở mình? Thì có làm sao đâu, sợ dữ vậy trời. Thì còn có má lo cho tụi mình, không muốn sao đâu, không có sợ chết đói đâu. Má của anh đã qua đời rồi. Cái gì? Má tôi qua đời rồi hả? Ủa, mà má tôi chết hồi nào mà tôi không biết gì hết trơn vậy? Thì má của mình á, cũng như làm việc nhiều quá mà kiệt sức qua đời đó. Ngày má mất á, mình cứ lo ngủ hoài hả? Tôi lay mãi mình không chịu dậy gì hết trơn á. Cho nên là con bệnh tôi lo ma cha cho má. Bây giờ không có cục vàng làm ra cơm gạo, rồi má mất nữa, rồi ai nuôi con cái chúng ta đây hả mình ơi? Rồi gia đình chúng ta sẽ ly tán hết. Bây giờ làm sao đây, không có cục vàng làm ra cơm gạo thì làm sao chúng ta sống đây hả mình? Trời ơi, má tôi chết, má tôi bỏ tôi. Má ơi, sao má chết má không nói con? Má ơi, má ơi, sao má bỏ con vậy má ơi? Bây giờ phải làm sao đây hả mình? Bây giờ ai biết làm sao? Thì hồi nãy em làm rớt ở ngoài ruộng á, bây giờ mình phải giúp em kiếm nó. Thôi rồi, bình tĩnh đi. Để tôi ra ngoài tôi tìm cái cục vàng đó cho. Đi mình. Dạ. Lẹ đi mình. Rồi. Cái rửa mình. Chị đi. Chị coi. Coi cái cục vàng nằm ở đâu. Chứ không cả nhà chết đói không được đâu. Sao không? Em quên. Ở xung quanh đây nè, em quên tay một cái tự nhiên cái nó văng vô lùm cỏ đây nè. Bây giờ cỏ không tùm thì sao mà em tìm đây? Trong lùm cỏ nào? Nhớ lại coi. Hình như là ở trong đó đó, chồng vòng ở đó đó. Chồng phát cỏ đi rồi sẽ tìm được cục vàng cho vợ mà. Vậy là làm rớt cục vàng vòng vòng ở đám cỏ này đúng không? Đó hình như là ở bên kia kìa. Chồng vô đó đó. Rồi quanh đây đúng không? Nhưng mà ở đây cỏ không à? Làm sao mà tìm ra được cục vàng cho vợ đây? Thì đó, ngay chỗ đó đó. Ừ, bây giờ chồng lấy cây rựa đi, phát cỏ chỗ đó đi. Biết đâu cục vàng nó nằm ở dưới đó thì sao? Ở đó. Chắc chỗ đó đó. Thấy chưa? Đã phát hết cỏ rồi mà sao không thấy thỏi vàng đâu vậy? Bây giờ chồng phải phát hết đám cỏ đó, xong rồi chồng xới đất lên, lúc đó vợ sẽ chỉ cho chồng biết là vàng ở đâu. Hả? Phát hết cỏ rồi mình phải xới đất lên hả? Mình xới đất lên như vậy á thì làm sao mình thấy được thỏi vàng của vợ chứ? Vàng ở đây nè. Sau một thời gian chung sống, quý nữ mới thổ lộ rằng nàng vốn là tiên trên trời, vì động lòng trước những lời cầu khấn của mẹ lười nên Ngọc Đế mới sai nàng xuống làm vợ lười để giúp chàng thay đổi tâm tính. Đến nay, lười đã biết chăm chỉ làm ra hạt lúa bằng chút sức lao động của mình. Quý nữ phải ngậm ngùi chia tay hai cha con để trở về trời theo lệnh của Ngọc Hoàng. Má nè, bây giờ con mới hiểu lúc mà vợ con nói mất cái thỏi vàng á, đó chính là cái kế của vợ con để giúp cho con thay đổi tánh tình nè, rồi biết quý sức lao động của mình,
từ cái việc mà phát cỏ nè má, rồi xới đất lên, rồi gieo mạ nè, rồi khi mà cây lúa nó lên nè, rồi nó trổ bông, nó triểu hạt. Bây giờ nhìn cái đống lúa này á, con mới biết đây chính là vàng của vợ con làm rớt đó. Má hối hận á, vì đã nuông chiều con, cho nên con mới lười biếng, cho nên má mới rất buồn, cho nên má mới khấn trời khấn Phật xui khiến cho con thay đổi tâm tính. Nhưng mà cũng hay thiệt nha, cái lời khấn của má động tới lòng trời luôn. Nè, con có nhớ cái có một hôm đó là con đi câu cá. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi cái con bị con quạ nó ăn cắp con cá của con, nó bay đi, nhớ không? Dạ. Đó, nó mới bay tới nhà vợ con, nó mới cho vợ con ăn con cá đó, cho nên vợ con mới có bầu, mới đẻ ra thằng con của con đây nè. Rồi á Phú ông á thấy như vậy cho nên nó mới kết duyên cho tụi con. Thiệt đúng là trời xe duyên cho tụi con đó, chứ không có ai xe cho tụi con được hết đó. Rồi con còn biết một chuyện là vợ con nói má đột ngột mất đi ha, rồi thằng con trai của con á gửi bên ông bà ngoại, tất cả những điều đó đều là cái kế của vợ con, đúng không? Đúng rồi, vợ con là tiên trên trời đưa xuống đó. Dạ. Nghĩa là giúp cho con thay đổi tính tình và con làm được những gì mà trời cho con đó. Thấy không? Xong rồi thì nó đi về rồi. Nhưng mà khi con làm được tất cả những điều đó thì lúc đó cũng chính là lúc mà vợ con bỏ hai cha con đi. Con đừng có buồn, chứ không phải vợ con nó hứa là bốn mùa nữa nó sẽ xuống đây với tụi con sao? Ờ. Bởi vậy con phải ráng làm để cho nó thấy, nó mới chạy xuống với con nữa chứ. Đúng rồi, má nhắc con mới nhớ. Con ơi, con trai ơi. Cha sẽ cố gắng làm việc thật là tốt trong bốn mùa để cho mẹ về với con chịu không? Nó chịu đi con. Nó chịu. Cháu nội con dễ cưng quá đi. Trời sao mẹ vẫn chưa về? Con đứng đây từ sáng tới giờ rồi, vào trong nghỉ ngơi đi con. Cứ đứng ngóng ngóng hoài vậy mệt lắm con à. Má, nhưng mà đã trải qua bốn mùa rồi, sao vợ con vẫn chưa về hả má? Vợ con hứa là nó sẽ về, yên tâm đi con. Con thương vợ con lắm, chính vì vậy mà con đã cố gắng làm việc thật là tốt, thật là siêng năng, trồng thêm cây ăn trái, nuôi thêm gà vịt heo, để khi vợ con về, vợ con yên tâm là con vẫn giữ lời hứa với vợ con. Nhưng mà đã qua bốn mùa rồi, con vẫn chưa thấy vợ con về. Cha mẹ về kìa. Giờ mấy đứa nó mượn đi, vài ngày cũng đâu có làm sao. Cái quả cầu ở nhà mình ôm nhà chắc cứu rồi. Thiên. Dạ. Mùa thi sắp tới rồi, em cần phải có sức khỏe thật tốt để lên kinh ứng thí nữa. Ăn khoai lang đi, ăn xong rồi uống nước chè nè nha. Như vậy đầu óc minh mẫn, học hành nó vô. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu như không có anh quan tâm chăm sóc cho thằng em mồ côi này thì em không biết làm sao mà em học hành được tới nơi tới chốn cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà anh vất vả, anh lo toan cho em nhiều quá. Thôi, em đừng có xá chi ba cái chuyện đó. Cái chuyện học hành là chuyện của em, còn cái chuyện lao động là chuyện của anh. Anh em mình mồ côi, kết nghĩa anh em, đó cũng là một cái duyên cái phận rồi. Với lại anh có một thằng em sáng láng như em như vậy, đó cũng là phần phước của anh. Anh mà không lo cho em thi đậu thành ông này ông kia, anh có tội lắm đó biết không. Em thật là có phúc khi mà có người anh em kết nghĩa như anh. Em hứa sau này nhất định em sẽ đền đáp cho anh. Nhưng mà anh ơi, em nghe nói là đường lên kinh bây giờ nhiều bất trắc và khó khăn dữ lắm. Thôi hay là anh đi với em nha. Thật tình thì anh cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngặt nỗi. Chuyện gì vậy anh? Ừ thì anh không quen ra ngoài, với lại anh đụng về lắm. Nhưng mà còn em thì bằng mọi giá phải đi, biết chưa? Dạ. Nhưng mà em sợ là không có đủ lộ phí đâu, nên thôi năm nay mình bỏ đi, năm sau mình thi nha anh. Anh lo được, dứt khoát em phải thi trong năm nay. Dạ.
Đẻ đẻ. Chết anh rồi. Dạ gì ba? Dì ba gì? Sao dạ. Mày hẹn tao tối hôm qua mày không lại? Dạ, trời ơi hẹn hoài à. Dì ba nói chuyện nhỏ nhỏ thôi để cho thằng em không nói hoài nữa. Không không cái gì. Tiền của tao sót ruột lắm. Mày mượn tao mày hứa hoài. Hồi tối qua hứa lại trả, tại sao không trả? Bụng muốn giật luôn hả? Không có dì ba. Dì ba thông cảm đi. Không ấy để mùa sau đi. Con qua con trả hết cho dì ba nha. Trời đất ơi mùa sau. Mày nói nghe hay quá ha. Trời ơi của đau con sót mà. Mượn rồi hẹn, hẹn rồi mượn. Bây giờ dứt khoát đi. Mày dứt khoát mày hẹn với tao một câu là chừng nào mày trả tao đi. Dạ không ấy dì ba cho con nợ lại tới cuối tháng sau đi dì ba. Trời ơi hẹn hoài vậy đó hả? Trời ơi tao hết biết nói mà. Có làm mới có ăn. Cái thằng đó đó hả, tao nhìn cái mặt nó gian xảo lắm á. Trời ơi vô ơn bội nghĩa đó. Mày cứ còng lưng mày làm mày nuôi nó hả? Chưa chắc gì nó đã biết ơn mày đâu. Dạ dì ba đừng có nói như vậy mà. Nói gì? Tao nói mày á, là đúng ra nó là người biết điều, nó thương mày á. Nó phải đi làm phụ giúp cho mày. Đằng này hả, nó học. Trời ơi cái mặt đó mà đậu hả, tao cùi liền á. Ôi dì ba, vậy cuối tháng sau con trả dì ba hết tất cả nha. Bây giờ tao nói dứt khoát một câu. Ngày mai mày phải trả tiền cho tao. Con không trả tiền hả? Tao kêu người lại bán cái đò của mày luôn. Dạ dì ba. Dì ba nè, con biết dì ba rất là dễ thương. Tuy là chưa có chồng, khó tính một chút xíu. Nhưng mà dì ba biết không, dì ba đẹp nhất làng này đó. Trời. Dì ba nói vậy thôi, dì ba đâu có làm đâu phải không dì ba. Nha dì ba, thì con đợi lại tháng sau nha. Còn hôm ấy á, ngày mai đi ha, con qua nhà dì ba. Con làm vườn, con nhổ cỏ, con lặt rau, con làm hết tất cả mọi thứ cho dì ba nha. Mà có lấy tiền công không? Dạ không, con không dám lấy. Ừ, vậy dạ. Thì được. Dạ. Vậy ngày mai qua nhà dì nha. Dạ. Làm vệ sinh hết hả không? Dạ. Cỏ mọc dày lắm rồi đó nha. Dạ không sao đâu dì ba. Dạ. Không có lấy tiền công rồi dạ, nha. Dạ không lấy tiền công. Dạ. Ừ thôi vậy cũng được, tao để tháng sau cho mày đó. Dì ba dễ thương cho con mượn thêm 10 quan nữa nha. Vậy? Trời ơi tiền cũ chưa trả cả đòi mượn nữa. Dạ tại vì hai ngày nữa thằng em con nó lên kinh ứng thí rồi, cho nên là cần lộ phí này nọ đưa cho nó. Trời ơi, biết có đậu không mà mượn tiền cho chắc đi. Chắc là đậu rồi, nếu như mà em còn đậu ha. Con sẽ trả cho dì ba gấp 10 lần luôn. Rồi con sẽ nói với người ta, ở quê con có dì ba tốt bụng lắm, ân nhân của hai anh em tụi con đó. Lúc đó con đưa dì ba lên vinh quang của thằng em con chơi. Thiệt vậy đó hả? Thiệt luôn á. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ hứa rồi phải dạ. Thực hiện đó nha không? Tháng sau nha dì ba. Được rồi, thôi vậy sáng mai qua làm vệ sinh, về dì ba đưa 10 quan nha không? Dạ. Thôi tao về. Dạ dì ba về. Là ở đâu vậy Bảo? Ủa gì? Đóng tuần gì vậy? Trời, hai tụi mình vô cùng lúc mà thân phận khác nhau quá ha. Phân biệt thiệt. Không lẽ bà được làm tiên mà tôi không được hay sao? Trời ơi, tụi mình mấy chuối quá à. Nó mà ở nhà biết tôi làm tiên chắc nó tức lắm á. Ủa cái gì? Lo thân mình đi. Bộ tưởng làm tiên dễ lắm hay sao? Ủa Bảo ơi, tôi quên mất là mình vô chuyện gì rồi. Ủa thiên trả địa đó. Mà làm tiên là làm sao? Có cái vụ tại sao con khóc không? Làm gì có. Nhưng mà tôi nói thiệt đó, tôi không nhớ làm tiên sao luôn á. Tôi đầu thiệt. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Thôi tôi không làm tiên nữa đâu, ông làm đi, đổi đi. Bà khùng hả? Tôi là con trai, sao làm tiên được? Ủa, dì ơi, tôi nhớ đầu chuyện của Thiên Trả Địa, mình phải xuất hiện ở bến đò chứ. Vậy là mình đi lộn chỗ rồi. Vậy thôi, mình ra bến đò đi. Loa, 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 loa. Tất cả mọi người chú ý nghe đây. Kỳ thi hội đã tới, triều đình mở hội tuyển nhân tài. Các khoa sinh đã qua kỳ thi hương, hãy nhanh chóng lên đường về kinh ứng thí và bỏ công gùi mài kinh sử. Ai trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm ngay tức khắc để đem tài giúp nước, giúp đời. Loa, 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 loa. Kỳ thi hội đã tới rồi, kỳ thi hội đã tới rồi.
đưa cho anh. Em lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thì tốt, anh ở nhà chờ tin em. Dạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ ráng cố gắng thi đỗ đạt, em không làm anh thất vọng đâu. Thôi dạ. Em đi đi, kêu trễ. Dạ, em mới trở về liền. À, Thiên nè. Dạ. Đây, anh còn dưới đây, em cầm lấy đi. Còn anh lo được mà. Nhanh lên, kẹo trễ kìa. Đi đi. Em đi nha. Ừ. Ủa, em biết chuyện gì hả Địa? Dạ, chuyện gì vậy ba? Mặt tỉnh bơ hả? Thằng Thiên nó đậu ông nhà rồi đó. Vậy hả gì? Ừ. Vậy là nó về làng hả gì? Chút xíu nữa con ra đồ này con đốn nó. Trời ơi, đốn cái gì mà đốn? Nó đổ ông nghè ở trên huyện lâu lắm rồi, chứ không phải hôm nay đâu. Có mình mày biết à, cả làng này ai cũng biết hết. Mày ngu quá à. Mày tin nó quá à. Nó đậu vậy kiếm mày đó hả? Thôi đi dì ơi, chắc là dì nhầm lẫn thằng Thiên với ai rồi. Nếu như mà nó về làng á, là cái người đầu tiên đón nó là con đây nè. Trời ơi, tới giờ này mày còn tin nó nữa? Không tin á, mai mày lên huyện mà hỏi là ra hết là mày sẽ gặp nó nè. Nhưng mà nhớ nha, không nhớ đi là hỏi cái tiền cho tao nha. Không thôi dì yên tâm đi, có gì ngày mai cô lên huyện cô gặp nó. Mà nó đậu quan rồi á thì nó bận chuyện gì nó mới không về làng thôi. Ừ, đó mà dì nói. Ừ đó, mai mày lên đi, lúc nào nói mày cũng binh nó ta. Đứng lại. Đi đâu ạ? À? Đi xuống. Trời. Ê xuống. Thiên ơi. Xuống. Thiên ơi. Thiên ơi. Dạ, hai anh. Hai anh làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của thằng Thiên không ạ? À? Ừ. Ê mày. Mày láo mày, mày kêu quan tao bằng thằng hả mày? Dạ. Em chết phải không? Dạ, em xin lỗi tại vì. Nói lại tao. Em còn quen miệng dạ, để em hỏi lại. Dạ, cho em hỏi đây có phải là nhà của Quan Thiên không ạ? À? Đúng rồi, đây là Quan Nghè Thiên. Là một nhà trí thức thủ trẻ tài cao. Tụi mày làm gì ngơ ngơ ngác ngác vậy? Bộ mới trên núi với xuống hả mày? Đúng rồi, là thằng Nghè Thiên á. Là Quan Nghè Thiên. Dạ. Nghèo kiếm xác như mày tìm Quan chơi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Cuối cùng thằng Thiên em mình cũng đang đậu công thành danh tội rồi. Nó làm quan rồi. Dạ, em là anh Kết Nghĩa của Thiên. Dạ, nhờ anh vô nhắn lại với Quan Thiên là có anh Địa tìm. Dạ, làm ơn giùm em đi. Mày anh của Quan Thiên hả? Dạ. Thôi, ở đây không có ai mà anh em với mày đâu. Mày nghèo vậy là mày chỉ có mà thấy người sang bắt quàng làm hạo không? Đi đi. Hay anh làm ơn giúp em đi mà. Thôi. Đi. Tao không cho mày vô đâu. Hôm nay em phải gặp được thằng Thiên. Dạ không, em phải gặp được Quan Thiên, còn nếu như không em sẽ ở đây luôn, em sẽ không đi đâu hết á. Bây giờ nó nói là không cho vô gặp Quan, là nó ngồi đây nó ăn dạ. Mày thấy sao? Giờ mày tính sao? Bây giờ mày vô bẩm báo Quan đi. Nếu như mà không phải á, đánh cho nó một trận. Nhưng mà mày ở đây canh nó kỹ nha. Mày yên tâm, tao nói cho mày biết nha. Tao vô mà tao bẩm báo Quan mà không phải là quen á là mày chết với tao á. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa Quan. Làm cái gì mà ở ngoài ồn ào vậy? Dạ, ở ngoài đó có một thằng đó Quan. Nó là người quen của Quan. Quen cỡ nào? Dạ, nó là anh em kết nghĩa của Quan đó Quan. Hử? Mà con nói cho Quan nghe, con không có tin đâu Quan. Nhìn Quan cao sang quyền quý như vậy nè, còn nó nghèo hèn ký xác á Quan, sao con tin được? Thằng đó nó tên là gì? Dạ, nó tên là Địa đó Quan. Hả? Dạ. Địa hả? Dạ. Ủa, Quan có quen hả Quan? Không. Tao không quen thằng nào tên Địa hết.
Mày ra mày đuổi nó chứ đi cho tao. Con biết nữa. Dạ dạ con đi. Nhanh lên. Dạ 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 dạ. Mày hả đi tao ra tao chết với tao. Anh, đúng rồi phải không anh? Thằng Thiên nó kêu tôi vô đúng không anh? Trời ơi, tôi đã nói với mấy anh rồi, tôi là để anh với thằng Thiên mà. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Mày xuống. Tao nói cho mày biết ra, quan tao nói không có quen biết ai. Tên là Địa. Mày là thằng xạo. Mày đi khỏi đây. Không thể nào. Tao sẽ là như tao vậy. Đánh mày nghe chưa? Không, tôi phải vô gặp thằng Thiên mới được. Tôi phải vô. Đi. Mày lì hả mày? Quýnh ra nè. Không. Ây da. Ây da. Thiên ơi. Tại sao đối xử với anh vậy? Anh là Địa mà. Tại sao cho lính đánh anh Thiên ơi? Ôi da. Anh là Địa mà. Tại sao đối xử với anh như vậy? Ây da. Tại sao lại cho Linh của anh anh? Thiên ơi. Trời ơi Bảo. Giờ anh sao đây? Nghĩ cách giúp tôi đi chứ. Bảo. Cách gì cách. Nhưng kiếm đâu ra người để làm vợ của anh Địa đây. Hay tôi biết ông Thành người đẹp nha. Ê không được nha. Bậy. Wow, con thỏ dễ thương ghê. À, tôi hiểu ý ông rồi. Nàng là ai? Em là con thỏ của chàng nè. Nàng là con thỏ của ta à? Nàng đẹp lắm. Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Thì ra Thiên đối xử tệ bạc với anh như vậy. Cũng không chắc đó là Thiên đâu em à. Khoan hãy trách nó. Anh nhân từ quá. Đối với một người bạc bẽo như vậy em, anh còn thương nhớ để làm cái gì. Em chắc chắn đó chính là Thiên. Tại thấy bộ dạng của anh như vậy, hắn coi thường mà không có dám nhận bạn mà thôi. Không hiểu sao đến bây giờ anh vẫn chưa tin được em à. Không hiểu tại sao thằng Thiên nó lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Ở trên nhà mình giàu thì hay biết mấy. Em hả? Tất nhiên rồi. Anh sẽ thấy lòng người bạc bẽo và khó lường như thế nào. Thôi dừng lại. Dạ. Con chào ngài. Dạ 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 mời ngài vào. Ta không cần đâu. Nhờ anh nhắn lại với quan lớn là ta mời quan lớn quá bước tới cơ dinh tại chơi. Cách đây không quá một dặm đường ở bên kia sông cổ. Dạ. Cho con hỏi là quý danh ngài là gì? Đặng con vô con còn bẩm lại với quan con. Cứ nhắn lại rằng có anh kết nghĩa của quan nghe tới tiền. Dạ vậy con xin phép ngài. Dạ dạ. Dạ 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 con chào quan. Dạ ở bên ngoài quan có một người nói là bạn kết nghĩa của quan. Dạ muốn mời quan qua dinh cơ người ta chơi. Lại kết nghĩa? Sao dạo này có nhiều người kết nghĩa với ta quá vậy ta? Đúng á quan, con thấy là bạn kết nghĩa của quan thiệt á. Cái này giàu sang lắm nghe quan. Đi có kẻ đưa người đón. Còn thằng kia quan ơi nó nghèo kiếp xác quan. Con không có tin. Đây con tin nó quan. Ngươi. Dạ dạ con. Ngươi dạ. Có chắc là không phải tên Địa bữa hổm không? Dạ chắc quan. Quan ơi đồ đạc bóng loáng luôn quan. À
anh em kết nghĩa cũng có thể là hắn. Nhưng mà hắn muốn gặp ta nên hắn mới giả dạng như vậy. Đừng có nghĩ chỉ có một cái bộ đồ mà qua mặt được ta. Không có dễ đâu. Để mà coi. Được. Bảo với hắn, nếu muốn gặp ta thì phải trải chiếu qua lót đàn, vàng treo trước ngõ. Nghe chưa? Ta sẽ đến thăm dinh thự của hắn. Dạ. Đi nhanh. Ờ, vàng treo trước ngõ. Muốn gạt ta không có dễ đâu. Dạ con chào ngài. Dạ quan con nói, muốn mời được quan con á thì phải trải chiếu qua lót đàn vàng treo ngõ. Dạ quan con mới qua. Dạ thưa ngài. Ta hiểu rồi, vậy thì mời quan và đoàn tùy tùng giờ thình ngày mai đến nha. Ta sẽ làm đúng theo yêu cầu. Dạ con cảm ơn ngài. Đại huynh, ôi hiền đệ của huynh. Đại huynh, đệ nhớ huynh quá. Đệ biết không, huynh nhớ đệ lắm. Nhìn huynh kìa, bây giờ huynh thật là phong độ. Vậy mới đúng là huynh của đệ. Thật ra là đệ không thể nào mà tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được huynh ở trong một cái dinh cơ thật là lớn, thật là rộng lớn như vậy. Mọi thứ đều tuyệt đẹp. Mình vào nhà đi. Đi vô nhà đi, đi. Hôm đó anh có đến tìm em. Ủa? Đi hả? Lúc đó anh toàn nghèo khó. Dạ. Gì hả anh? Anh có nói với lính là vô báo lại cho em. Rồi sau đó lính ra đánh một trận tơi bời rồi đuổi anh về. Anh biết không? Lúc đó em không có biết gì, cái gì hết á. Thằng lính này nói bậy quá đi. Anh yên tâm, để khi mà em về đó, em sẽ cho nó một trận. À thôi đi, những chuyện buồn á mình đừng có nói tới nữa. Bây giờ mình phải nói gì vui đi. Anh em mình lâu ngày mới gặp mà, đúng không? Mình uống rượu rồi mình hàn huyên tâm sự hả? Ừ, thôi được rồi. Ừ, đợi chờ huynh một chút nha. Huynh kêu chị dâu ra đem rượu ra sáng gặp đệ luôn. Chị dâu? Anh đã có vợ rồi em à. Đây là vợ của anh, còn đây là em kết nghĩa của anh, Nghè Thiên. Mời anh. Mời em. Công nhận anh của em thật là có phúc. Ở trong cái dinh thự thật là rộng lớn như vậy mà con vợ còn đẹp như tiên nữa. Sao em lại nói như vậy? Thực ra thì chị dâu của em cũng xuất thân từ nghèo khó giống anh em mình thôi. Anh là khách sáo đó rồi. Anh cứ nghĩ coi, tuy là em là quan thiệt nhưng mà vợ em con nào con nấy nó xấu như ma vậy đó, chỉ được có cái giàu. Đời em bây giờ chẳng có là gì hết. Em bây giờ công thành danh toại rồi còn than vãn cái gì nữa. À, anh không có biết đó thôi. Anh thấy không, ngày xưa lúc nào anh cũng hơn em, lúc nào anh cũng hơn em, mọi việc anh đều hơn em hết trơn. Anh lúc nào cũng chiều em hết. Anh đều nhường em mọi chuyện.
Bây giờ thú thật với anh là em không có cần một cái gì hết á. Không có cần nhà cao cửa rộng, không có cần người hầu kẻ hạ mà giàu sang gì hết. Em không có cần gì hết, em chỉ cần một điều thôi. Thật ra thì em nói cái gì anh không hiểu gì hết. Em say rồi à? Em không bao giờ say. Anh à, anh nó còn thương cái thằng em này nữa không? Còn chứ. Còn em thì sao? Em lúc nào cũng thương anh mà. Em nhớ anh lắm. Thiệt. Nên bây giờ em chỉ xin anh có một yêu cầu nho nhỏ thôi. Bây giờ anh có thể nói một câu rằng nhờ ông trời thương anh mà anh có được tất cả. Bây giờ em cần gì? Cứ nói đi. Em chỉ cần. Cần gì? Chúng ta đổi giày với nhau đi. Anh về sống ngay tại cái dinh thự của em và em về sống ngay cái dinh thự của anh. Em say rồi à? Làm sao mà đổi được? Em đã nói với anh là em không hề sai. À, có lẽ vậy anh chê cái dinh thự của em nhỏ quá phải không? Không có xứng lại cái dinh thự của anh. Vậy bây giờ em sẽ đổi cái chiếc hoàng của em luôn. Được không? Được không anh? Được rồi. Nếu như em thích, em cứ tới đây ở. Còn khi nào chán rồi về. Làm sao mà đổi được chứ? Anh cứ nghĩ là em cần ở trong căn nhà của anh hả? Ở trong cái căn dinh thự lớn của anh là em vui hả? Không phải như vậy. Em cần là cần cái người mà mỹ nhân tuyệt sắc nhất ở trong đây kìa. Em và anh xin làm một cái giao kèo. Em đưa cái chiếc hoàng của em cho anh và anh phải đưa vợ anh cho em. Em thật là vô lý. Em say rồi, đi về đi. Em không có sai. Cái em cần là cần vợ của anh, cần vợ của anh. Mà vô lễ, em đi về đi. Không, em không đi về. Chừng nào có được vợ anh em mới về. Em đi về đi. Em sẽ đổi chiếc hoàng cho anh. Anh phải đưa vợ của anh cho em. Không thể nào như vậy được. Em sẽ được như vậy. Em phải được tất cả những gì của anh. Tôi không thể nào như vậy được. Em sẽ được như gì? Em sai lắm rồi. Nè à, em sai lắm rồi. Em không có sai. Em không có sai. Là vô lễ. Đi về mau. Không, em không có đi về. Em sẽ muốn tất cả những gì của anh đang có, kể cả vợ anh. Cầm miệng lại. Bảo ơi, vậy là sai chuyện rồi. Người anh phải đồng ý, cũng phải ký tờ giao kèo luôn. Vậy mình review trở lại đi. Anh và em xin làm một cái giao kèo. Em sẽ đưa tất cả những gì của em đang có cho anh. Và anh phải đưa tất cả những gì của anh đang có cho em, kể cả vợ anh. Nếu em nói như vậy, anh đồng ý. Vậy mới đúng là anh của em. Đây nào. Mời anh. Lại đây với anh. Em của anh. Em. Đứng lại với anh. Lại đây với anh. Em của anh. Đứng lại. Lại đây với anh. Cái gì vậy? Hả? Dinh thự của tôi đâu? Hả? Của cải của tôi đâu? Vàng bạc châu báu của tôi đâu? Hả?
thượng của tôi đâu hả? Tiền bạc châu báu của tôi đâu hả? Đâu hết rồi hả? Sao mà hết rồi vậy? Anh đệ ơi sao đối xử với em như vậy? Sao đối xử với em như vậy? La anh đệ ơi sao đối xử với em như vậy? Sao đối xử với em như vậy? Dinh thự của tôi đâu? La đúng là của tiền trả đệ. Anh Thiên ơi, ráng chèo đò hai anh đệ đi, rồi ăn ở cho có đức vào, sẽ có người giúp thôi. Thank you.